Nhóm trình chuẩn bị bài đi. Lớp của mình hôm nay có bao nhiêu bạn ha? Giờ lớp tổng cộng là 107 bạn ạ. Bây giờ các bạn chuẩn bị đi. 3 phút nữa mình sẽ bắt đầu. Dạ. Các bạn add vô cái team mình đang làm cái bạn pre-test, post-test nữa. Anh làm rồi mà anh làm trong cái lộn group rồi thì có tụi em có coi được không ta? Giờ làm gì ạ? Làm cái assignment. Để Điều. làm retest qua test hả? Ừ. Anh Để anh nghĩ đến đâu? này em không biết nữa, hồi mấy anh chị làm em không biết gửi đâu. Nếu mà làm bài như gửi trong comment là tụi em bấm vô link tụi em vô làm được á. Sao em mới xảy ra sai mình thì mất tiêu rồi. Các bạn add vô cái team của cái cả lớp chưa? Của anh vô cái team cả lớp chưa? Sao anh chưa nhận được nhỉ? Chưa thấy nè. Team cả lớp 2016 á. Dạ bọn em không không có cái lớp đó anh, không có cái phòng đó anh. Cái gì vậy rồi sao làm assignment ta? Em học lý thuyết là chỉ có mỗi cái room này thôi, anh có IH16 lâm sàng sẵn hai. Lâm sàng sẵn hàng. Sàng không có nhau lúc đó ta. Anh chỉ có I2016 PBL thôi. Nhóm 1, nhóm 2, nhóm 3, nhóm 4. Giờ để em kiếm em bắt anh vô luôn.
nhóm trình bắt đầu đi, nhóm trình tải bài lên đi. Nhóm nào trình đầu tiên tải bài lên đi. Anh ơi, em mới thêm anh vào cái room này, cái lớp này anh. Ok, cảm ơn em. Rồi các bạn này coi đủ chưa? Các bạn vô đủ chưa? Chạy hiện tại được 100 bạn. Thấy lớp vô hơn hơn 100 bạn, kêu mấy bạn trình bày anh.
Rồi các bạn trình đi các bạn. Dạ alo, anh và các bạn nghe rõ không ạ? Nghe nhiều rồi. Thì hôm nay em xin đại diện cho nhóm 5 trình bày về cái cơ chế hoạt động của cơ chế bình sinh của thai trứng. Thì thai trứng là một cái nhóm bệnh lý thuộc về cái bệnh lý nguyên bào nuôi. Thì nó được đặc trưng bởi hai cái tình trạng, đó là sự tăng sinh bất thường của cái nguyên bào nuôi và cái sự thoái hóa nước của các mô lông nhau. Thì ở đây thai trứng có hai dạng là thai trứng toàn phần và thai trứng bán phần, và đây là một cái dạng bệnh lý của cái bệnh lý nguyên bào nuôi. Tuy nhiên thì vẫn có phần trăm nhỏ là nó có thể chuyển thành cái choriocarcinoma. Thì về cơ chế thì là cái đây là hậu quả của cái sự bất thường của cái quá trình tạo gia tử và quá trình thụ tinh. Thì nguyên nhân chủ yếu của cái thai trứng này là đến từ với người bố. Và thì trong thai trứng toàn phần á, thì cái biểu hiện chủ yếu là ở cái dạng lưỡng bội, trong đó là cái tình trạng là đồng hợp tử là 46XX là chiếm tới 80 đến 90%, và cái dị hợp tử thì nó chiếm phần nhỏ, chỉ khoảng 10 đến 20%. Thì về các cơ chế thì ở đó, các bạn nhìn qua bên hình thì có hai nguyên nhân, đó là một cái nhiễm tinh trùng của người bố mang nhiễm sắc thể đơn bội, kết hợp với cái nhiễm trứng của người mẹ, trứng không nhân của người mẹ, hoặc là cái tinh trùng này làm nó à, cái tinh trùng của người bố mang nhiễm sắc thể đơn bội kết hợp với trứng không nhân của người mẹ, thì vô trong trứng nó sẽ nhân đôi lên tạo ra bộ nhiễm sắc thể 46XX là gây nên cái tình trạng thai trứng toàn phần, và cũng có thể là cái tinh trùng người bố này nó bị bất thường trong quá trình giảm phân nên nó mang nhiễm sắc thể 2N và kết hợp với cái trứng không nhân của người mẹ tạo cho đó gây nên cái tình trạng thai trứng toàn phần, hoặc là cái trứng không nhân này có thể kết hợp với cùng lúc với một cái hai cái tinh trùng của người bố, là hai cái tinh trùng này có thể mang nhiễm sắc thể X X XY hoặc là XX, thì nó sẽ kết hợp vào tạo nên bất thường trong quá trình thụ tinh tạo nên cái thai trứng toàn phần. Thì là về cái phần nhiễm sắc về cái phần thai trứng bán phần á, thì là ta có thể gặp nhiều nhất là trong cái dạng lưỡng tam bội, thì trong đó là chiếm phần đa số là cái bộ là 69XXY. Thì về cái cơ chế hình thành của cái thai trứng bán phần á, thì nó cũng giống như là thai trứng toàn phần, là do cái sự kết hợp cũng có trứng có nhân với là một hai tinh trùng của người bố, hoặc là cái trứng có nhân này nó kết hợp với một cái nhiễm với cái tinh trùng của người một cái tinh trùng của người bố mà cái bị bất thường trong quá trình giảm phân mang nhiễm sắc thể 2N, thì do đó nên nó sẽ nó tạo nên cái bộ thông thường thì nó sẽ tạo nên bộ sắc thể tam bội nhiều hơn, còn về tứ bội thì nó sẽ rất là hiếm gặp. Thì mình giới thiệu thêm về cái tình trạng là cái thai trứng mang đặc tính di truyền, đặc tính gia đình. Thì ở đây đây là cái bệnh lý mà liên quan tới cái đột biến nhiễm sắc thể là LRB1, RB7 và cái HTC3L. Thì hai cái bộ gen này làm đóng vai trò chủ yếu trong cái quá trình hình phát triển của trứng và quá trình làm tổ của phôi thai. Thì đây là một trong các bệnh lý hiếm gặp về thai trứng mà cái có liên quan tới tình trạng của người mẹ. Thì khi mà đột biến cái hai cái gen này á, thì nó sẽ làm bất thường gây tắc toàn bộ cái quá trình biểu hiện gen của người mẹ,
Đó là nên gây nên tình trạng bất thường và cái sự lên thẳng của phôi thai. Thì ta có thể chẩn đoán cái bệnh lý này qua cái hai cái là siêu âm và cái sinh hóa phát sinh miễn dịch tế bào là B57. Thì nhìn chung về cái cơ chế hình thành của thai chấn toàn phần á, thì là kể cả mang đặc tính di truyền gia đình hay là cái biểu hiện androgenic á, thì nó có đều là do cái sự biểu hiện quá mức của cái gen của bố và sự vắng mặt cái biểu hiện của gen của mẹ, thì gây nên cái sự tăng sản nguyên bào nuôi và bất thường hình thành thai nhi, từ đó gây nên tình trạng bệnh lý thai chấn toàn phần. Thì khác với thai chấn toàn phần thì ở thai chấn bán phần thì nó thì biểu hiện gen của mẹ vẫn còn, do đó nên ta vẫn có thể thấy sự hiện diện của các mô phôi thai mặc dù đa phần là cái mô phôi thai này nó bị bất thường. Thì đây là về tài liệu tham khảo của em, thì không biết các bạn có câu hỏi gì không ạ? Các bạn thấy assignment anh nghe chưa chưa? Các bạn làm thử 5 phút đi, rồi chúng ta bắt đầu tiếp. Các bạn làm thấy thấy chưa? Dạ thấy rồi. Alo. Bác nghe. Bây giờ vô làm luôn hả anh? Nãy anh nói vô làm luôn á Khoa. Tới 8 giờ là hết giờ đó nha, các bạn đi làm lẹ đi.
Sắp hết giờ làm bài. Rồi các bạn thắc mắc gì về cái phần trình bày của bạn bạn càng hoàn thiện nhanh không? Bây giờ bạn nào thắc mắc thì mình sẽ hỏi rồi trả lời luôn. Nhất hai tóm gọn lại là như vậy, cơ chế gây ra bệnh lý thay chứng á, thường là do bất thường trong thụ tinh và đặc biệt là bất thường như thụ tinh giữa trứng và tinh trùng. Hai cái concept quan trọng đó là concept thứ nhất anh đã nói rồi, đó là sự thụ tinh bất thường. Thứ hai nữa là việc mà mình phân biệt giữa thai trứng toàn phần và thai trứng bán phần đó, đó là dựa vào thứ nhất, nếu thai trứng toàn phần tức là do trong bộ nhiễm sắc thể trong cái di truyền của cái phôi đó chỉ có toàn là của từ người cha, tức là nó có hai hiện tượng, có thể là một tinh trùng vô trong một trứng trống mà tinh trùng nó tự nhân đôi, hay là một hai tinh trùng đi chui vô cùng một trứng và trứng đó là từ trứng trống, hay là cái trứng nó tự nhiên cái nhân nó chết đi. Thì từ đó chúng ta thấy rằng á, là vậy thì thai trứng toàn phần nếu như mình giải trình tự ra thì có phải là nó có bộ hiện nhiễm sắc thể lưỡng bội và tất cả các chất vật chất di truyền đó là từ đều từ bố hết. Cái đó là cực kỳ quan trọng để chúng ta áp dụng vào trong thực tiễn lâm sàng khi chúng ta chẩn đoán thông qua giải phẫu bệnh và hóa mô miễn dịch. À, rồi, thứ hai là thai trứng bán phần, tức là hai tinh trùng thụ tinh với một trứng có nhân, hoặc là một tinh trùng thụ chung với một trứng có nhân được tinh trùng nó nhân đôi lên, tức là về bản chất di truyền cái đó là thể tam bội và đồng thời có cả hai nguồn vật chất di truyền từ cha và từ mẹ. Đó cũng là một điểm để chúng ta áp dụng vào trong chẩn đoán thông qua giải phẫu bệnh và hóa mô miễn dịch cũng như di truyền học. Rồi, vậy thì có phải là chúng ta thấy là có ba loại đúng không? Một là thai trứng toàn thận, hai là thai trứng bán phần, ba là thai sảy, thai bình thường mà nó bị sảy khi mà chúng ta hút nạp thai trứng ra. Vậy thì để chẩn đoán thì tiêu chuẩn vàng nó sẽ là gì? Có phải là chúng ta giải trình tự ra rồi chúng ta kiếm cái nếu như cái này nè mà chất chất di truyền từ cha hết mà là thể lưỡng bội thì nó là thai trứng gì? À, đậu thanh tùng. Dạ, em nghĩ là đó là thai trứng toàn phần. À, chính xác ha. Vậy thì nếu như một cái người khác mình ra mình làm xét nghiệm gì chưa biết chút xíu các bạn sẽ học ha. Đó, mình ra là thấy là này là thể tam bội. Ha. Có cả di truyền của mẹ và của con, của mẹ và của cha. Vậy thì nó là bệnh lý gì? Võ Phước Cường.
Dạ, thứ hai là thay chứng bán phần ạ. À, rồi nếu như đó là thể lưỡng bội có nhiễm sắc thể của mẹ, có nhiễm sắc thể của cha, vậy thì đó là cái gì? Lê Khải, Lê Nhã Khuyên. Ừ. Nếu giả sử mình giải trình tự ra thì nó là có nhiễm sắc thể của mẹ, có nhiễm sắc thể của bố mà nó là thể lưỡng bội thì đó là mô gì? Mô A thay chứng tàng hình, B thay chứng bán hình, C mô thai sảy. À, dạ là mô thai sảy ạ. À vậy thì các bạn hiểu cái đó áp dụng rất là nhiều ha, chính cái concept nó sẽ áp dụng rất là nhiều cho cái việc chẩn đoán nè, tiên lượng nè, ha, và quản lý của bệnh lý thai chính. Rồi đó là điểm chính chính cốt yếu nhất của cái phần cơ chế về bệnh lý này, nguyên bào nuôi hay là bệnh lý thai chính. Các bạn nào có thắc mắc gì không? Rồi nhóm tiếp theo, em tiếp theo tải bài lên đi em, trong thời gian đó bạn nào có thắc mắc thì cứ hỏi hỏi nhóm trình nha. Các bạn hiểu không? Các bạn nãy giờ anh hỏi các bạn hiểu không? Không hiểu thì cứ hỏi mạnh dạn. Dạ, anh và các bạn đã thấy slide chưa? Thế rồi tăng lên. Bắt đầu đi sao? Alo, nghe chưa tăng? Alo, alo, Nghe rồi, nghe rồi. Nghe rõ rồi sao? Alo, chào chào anh và các bạn. Hôm nay nhóm em sẽ trình cái phần về kỹ thuật hút thai trứng. Slide. Thì đầu tiên em sẽ trình phần các bước chuẩn bị trước. Hình như slide chạy chậm á, sao nó không lót ta? Đang lên slide chuẩn bị bệnh nhân rồi sao? Vì nó chạy chậm á, nó mới đi. Thì đầu tiên trước khi đầu tiên các bước chuẩn bị thì đầu tiên đầu tiên em sẽ trình bày phần chuẩn bị bệnh nhân đối với kỹ thuật thai chứng. Thì đầu tiên sẽ thì mình sẽ giải thích cho bệnh nhân thì thai chứng thì nó cần được điều trị và theo dõi lâu dài, thì khả năng khỏi bệnh nó khoảng 80%, 80% sẽ tiến triển thai chứng xâm lấn và khoảng 40% nó sẽ di căn xa. Thứ hai thì cần thứ hai mình giải thích là cần hút nào thai chứng để xác định chẩn đoán bằng mô học, giảm các triệu chứng và ngăn ngừa các biến chứng. Thứ ba là các cơ có thu thực như là chảy máu, thủng tử cung hay là nhiễm trùng sau nạo hút thai trứng. Và thứ tư là bệnh nhân nhịn, mình sẽ cho bệnh nhân nhịn ăn uống trước hút, trước nạo hút khoảng 12 giờ và đi tiểu sạch. Về điều chỉnh các rối loạn nếu có thì nếu mà tiền sản giật nặng thì phải điều trị tiền sản giật 24 giờ trước khi nạo hút. Cường giáp thì phải điều trị cường giáp ổn định, điều chỉnh rối loạn nước điện giải và truyền máu, nếu mà thiếu máu nếu mà HTC nhỏ hơn 20%. Các xét nghiệm các lâm sàng cần làm thì xét nghiệm chẩn đoán thì sẽ làm là siêu âm beta HCG để mình so sánh trước và sau khi nạo hút. Các xét nghiệm tiền phẫu như là công thức máu, nhóm máu đường huyết ECG hay là tổng phân tích nước tiểu, chức năng gan thận, chức năng phổi. Nếu mà có bệnh lý kèm khác thì mình sẽ các xét nghiệm khác như là thể thác ST4, ST3, ST4 hay là dân cầu, vân vân.
về chuẩn bị bệnh nhân, tức là sẽ nhắc bệnh nhân đi trước khi thực hiện thì mình sẽ nhắc bệnh nhân đi vệ sinh, cho bệnh nhân dùng kháng sinh dự phòng 30 phút trước khi làm thủ thuật thì giảm đau. Giảm đau thì đối với thực hiện khoa chứng thì nên gây mê độc phát, nếu không thì cho bệnh nhân uống giảm đau 30 phút trước khi thực hiện. Với những trường hợp cái tê cạnh cổ tử cung thì mình sẽ sử dụng ibuprofen hoặc lập đường truyền mạch, chuẩn bị sử dụng không nghe được sao. Alo, nghe chưa? Nghe rõ nhưng mà nó giật lắm sao? Alo, alo, Tăng ơi, nghe rõ chưa? Nghe rõ hơn chưa? Rõ hơn xíu rồi sao? Trình tiếp tục lên. Mình sẽ lập đường truyền tĩnh mạch, chuẩn bị dung dịch tinh thể có pha oxytocin thì mình sẽ truyền trước khi phẫu thuật viên yêu cầu và làm thường thì là sau khi hút ra thai trứng. Chuẩn bị dụng cụ thì dụng cụ của mình sẽ có, tức là mình sẽ hút nào tại vùng mổ, có bàn mổ có thể cho bệnh nhân nằm tư thế sản khoa, khăn vải có khăn vải vô trùng, máy hút, dụng cụ sát khuẩn. Thì mỗi dụng cụ hút bao gồm có quanh âm đạo, kẹp oxy, kẹp gấp gọn, thước đo, bộ dụng cụ nông đo cổ tử cung. Ống hút thì sẽ có ống hút bằng kim loại, ống hút nhựa có số từ 4 đến 12 ống nào. Ở đây là cái hình ảnh của dụng cụ nông tử cung. Và lưu ý với người thực hiện thì phải đưa tay thường quy bằng những dịch sát khuẩn tiêu chuẩn và trang phục thì có áo tròn, mũ, khẩu trang hay là kính bảo hộ. Theo phần kỹ thuật thực hiện thì so bằng chân thực hiện. Giờ bằng chân trên bài. Dạ mọi người đã nghe rõ chưa? Dạ, nghe luôn. Rõ Tân. Nghe rõ Tân. Thì chào anh và các bạn, thì em là Tân, thì em xin đại diện nhóm 6 trình bày về phần kỹ thuật thực hiện nạo hút thai trứng, hút nạo thai trứng. Thì về quy trình thực hiện thì đầu tiên chúng ta sẽ cho bệnh nhân nằm ở tư thế sản phụ khoa. Sau đó bước thứ hai là chúng ta sẽ khám âm đạo bằng tay, xác định kích thước, tư thế tử cung, mật độ của tử cung, vân vân. Tiếp theo là chúng ta sẽ chọn cái loại ống hút phù hợp và chuẩn bị máy hút. Sau khi mà đã khám âm đạo bằng tay xong rồi thì chúng ta sẽ thay găng tay vô khuẩn, sát khuẩn ngoài vùng âm hộ và trải xăng vô khuẩn. Tiếp theo đó chúng ta sẽ đặt mỏ vịt và bọc lộ cái vùng âm đạo của tử cung. Chúng ta sẽ sát trùng cái vùng âm đạo của tử cung và kẹp cổ tử cung bằng kẹp oxy ở vị trí 12 giờ và sẽ gây tê tại vị trí 4 giờ và 8 giờ nếu mà trong trường hợp mà bệnh nhân không được gây mê thủ thuật. Cái bước theo của chúng ta đó sẽ là chúng ta sẽ tiến hành đo lòng cổ tử cung. Thì đo lòng này thì chúng ta có thể dùng cái thước đo hoặc là dùng cái ống hút hút thay trợ thai. Tiếp theo là chúng ta sẽ nông cổ tử cung nếu mà cần thiết. Thì chúng ta sẽ nông cổ tử cung bằng que 2 ga. Thì chúng ta sẽ nông từ số nhỏ tới số lớn và không nhảy số. Thì thường là sẽ nông từ số 5 cho tới số 12. Nếu mà trường hợp mà những thai trứng mà bán phần á, thì thai sẽ, hoặc là thai lớn hơn 12 tuần á, thì chúng ta sẽ nông số lớn hơn. Và khi nông á, thì có thể thấy là có máu hoặc là cổ tư, máu hoặc là có máu chảy ra từ lòng tử cung, nhưng mà những cái trường hợp này chúng ta nên bình tĩnh nông tiếp và cho đến khi mà đạt được cái số nông cần thiết để đưa cái ống hút đúng số vào. Thì sau đó, sau khi đã cổ tử cung đã được nông xong rồi thì chúng ta sẽ đưa ống hút vào tử cung và vừa qua khỏi kênh cổ tử cung và nhưng mà không chạm tới cái phần, không vào trong lòng tử cung nhưng mà không chạm tới phần đáy tử cung, và chúng ta sẽ bắt đầu hút với là áp lực là khoảng từ 50 tới 60 ml hơi ngon. Thì cách hút như thế nào thì chúng ta sẽ vừa hút vừa xoay ống tĩnh tiến từ trong ra ngoài cho đến khi trong lòng tử cung cảm thấy sạch, và trong cái khi chúng ta hút thì cái lòng tử cung cảm thấy sạch mô. Thì trong quá trình hút này á thì có một vài lưu ý. Thì thứ nhất là chúng ta không nên cho cái ống hút nó chạm tới cái đây phần đáy tử cung. Thứ hai là sau khi mà hút vài
vài phút á, mà khi mà cái lượng máu chảy ra mà đã kiểm soát được rồi á, thì chúng ta có thể thay cái ống hút lớn hơn để có thể hút nhanh hơn. Ngoài ra thì trong quá trình hút thì người bác sĩ, người phẫu thuật viên á, thì cũng có thể yêu cầu truyền oxytocin là ở phần chuẩn bị trước đó là khoảng 5 EU trên 500 ml, pha glucose 5%. Thì có thể này được truyền trong quá trình hút khi mà đã hút ra bất trứng, đó là khi mà cái tử cung nó nhỏ hơn. Thì sau khi mà đã hút rồi xong rồi cảm thấy mà lòng tử cung đã xả hết mô rồi á, mà nếu mà cảm thấy mà lòng tử cung vẫn còn mô thì chúng ta sẽ tiến hành hậu thai nhẹ nhàng bằng muỗng nạo để lấy hết sạch mô còn sót. Thì chúng ta sẽ nạo hết bốn mặt, đủ bốn mặt là mặt trước, mặt sau và hai mặt bên. Và cuối cùng, cái bước cuối cùng là chúng ta sẽ tháo kẹp buji ra, lau sạch máu sát trùng của tử cung, âm đạo và tháo máu vịt. Tiếp theo là chúng ta sẽ kiểm tra cái chất hút và lấy những bệnh phẩm đó đem bỏ vào lọ phọc môn và đem đi gửi cho giải phẫu bệnh. Và chúng ta sẽ đánh giá kết thúc sốc phẫu thuật. Một lưu ý là chúng ta nên nạo sinh thiết dưới sự hướng dẫn của siêu âm để đảm bảo là sẽ hút sạch lọc tử cung. Thì đây là một vài lưu ý khi thực hiện phẫu thuật. Thì đầu tiên là về gây tê. Thì ở trên hình thì chúng ta có thể thấy là có hai hình A và hình B. Thì hình A là hình ảnh của gây tê cạnh tử cung. Thì gây tê vi tê ở vị trí 4 giờ. Thì ở trong cái thủ thuật này á, thì chúng ta chỉ gây tê trong trường hợp mà nếu bệnh nhân không được gây mê thôi. Thì chúng ta sẽ gây tê tại chỗ. Thì chúng ta sẽ gây tê ở vị trí 4 giờ và 6 giờ. Thì đây là cái vị trí của dây cằn tử cung cùng. Thì khi mà dùng kẹp buji á, cái kẹp buji này mà dùng mà kéo lên trên á, thì chúng ta có thể thấy rõ hai cái vị trí của hai dây chằng này. Chúng ta sẽ có thể đâm kim vào vị trí này để gây tê. Ở hình B thì ở bên trái này á, thì chúng ta có thể thấy là đây là một cái hình ảnh của hình chiếu của hình A, nhưng mà nhìn ở một góc độ khác thôi. Thì còn cái hình ở hình bên phải này, cái kim đâm rày á, thì đây là cái kim mô tả phương pháp gây tê khác, là gây tê trong tử cung, trong cổ tử cung. Thì chúng ta sẽ chích sâu vào trong cổ tử cung và gây tê từng lớp. Và sẽ gây tê ở các vị trí như là 3 giờ, 5 giờ, 7 giờ và 9 giờ. Thì đó là về gây tê cạnh cổ tử cung. Về đo buồng tử cung thì ở đây người ta có một hình ảnh là người ta đo buồng cổ tử cung bằng cách là người ta đo bằng cái ống hút thai. Về nông cổ tử cung thì khi nông cổ tử cung thì chúng ta cần lưu ý gì, thì chúng ta có thể nhìn thấy hình ảnh người phẫu thuật viên, người bác sĩ cầm cái ống hút nông. Thì chúng ta có thể thấy là họ cầm bằng ngón 1, ngón 2 là ngón cái và ngón trỏ. Và cái ngón 4 của ngón 5 của họ thì họ tì lên cái vùng tầng sinh môn, cái vùng mông và cái vùng bên ngoài của âm đạo. Thì lý do vì sao họ làm như vậy thì đây là một thao tác quan trọng. Bởi vì là trong trường hợp mà nếu mà cổ tử cung mà giãn nở ra đột ngột á, thì cái dụng cụ nông này có khả năng nó bị đẩy vào trong đột ngột và không kiểm soát được. Thì những động tác mà dùng hai cái ngón tay 4 và 5 mà để giữ cái này á, thì nhằm mục đích là để ngăn ngừa cái biến chứng thủng tử cung. Hút thai thì như mình đã trình bày hồi nãy, thì theo hình ảnh bên đây á, thì người ta có mô tả cái chuyển động khi mà hút thai. Thì cái chuyển động của nó sẽ là tĩnh tiến từ trong ra, tĩnh tiến và vừa hút vừa xoay ống và tĩnh tiến từ trong ra ngoài cho đến khi mà cái lòng tử cung mà đã cảm thấy mà đã sạch hết mô. Cuối cùng là về phần nạo mô thai còn sót á, thì chúng ta sẽ dùng một cái nạo sắt. Chúng ta sẽ dùng một cái nạo sắt để nạo những cái mô còn sót của tử cung. Và cách cầm cái nạo sắt này như thế nào thì chúng ta sẽ cầm tương tự với cách cầm của cái nông như thế này. Và cầm bằng hai ngón, và khi nạo thì chúng ta sẽ chỉ dùng lực của ngón trỏ và ngón cái này thôi. Bởi vì là cái lực đó là cái lực vừa đủ rồi, bởi vì nếu mà dùng lực quá nhiều thì sẽ có thể gây những cái biến chứng như là chảy máu, hoặc là có thể là gây những cái biến chứng về hiếm muộn sau này. Thì anh và các bạn, thì em có một cái video ở đây về hướng về cái quy trình chi tiết, nhưng mà nó hơi bị dài, nó cỡ 8 phút, thì không biết em có nên chiếu không ạ? Về cái nội dung thì nó cũng tương tự những phần em đã trình bày ở trên. Chiếu đi em, nhưng mà sẽ thì thưa anh và các bạn, thì đây là cái quy trình hút nạo hai trứng. Thì em xin phép được bắt đầu.
The speculum is carefully placed. Dạ cho em hỏi là mọi người có nghe được âm thanh của video không ạ? Có nghe không? Mình cảm ơn. Em xin phép bắt đầu lại. The speculum is carefully placed to visualize the cervix, encouraging the patient to keep her pelvic muscles relaxed. Thì bắt đầu phẫu thuật thì người ta sẽ tiến hành đưa một cái mỏ vịt vào để bọc lộ cái tử cung. Thì ở cái này thì người ta sẽ khuyến khích bệnh nhân sẽ giữ cơ bồn chậu của bệnh nhân được thư giãn và không gồng. The cervix and vaginal tissue are then swabbed with an antiseptic solution. Thì cái vùng sau khi mà đã bổ lung được một bọc lộ rồi thì cái vùng cửa tử cung và âm đạo đó sau đó sẽ được sát khuẩn bằng gạt và dung dịch sát khuẩn. Treatment of local anesthesia is critical in decreasing discomfort during the procedure. It reduces pain from cervical manipulation and dilation and may decrease pain from uterine cramping. Thì sau khi mà đã sát khuẩn vùng âm đạo rồi thì người ta sẽ tiến hành gây tê tại chỗ. Thì cái việc gây tê này tại chỗ này cũng rất là quan trọng bởi vì nó làm giảm bớt cái sự khó chịu của bệnh nhân trong quá trình thực hiện thủ thuật. Thì nó có thể giảm những cơn đau do là cái thủ thuật hoặc là do nông tử cung hoặc là và có thể giảm những cơn co thắt tử cung, giảm đau do những cơn co thắt tử cung. And may decrease pain from uterine cramping. The anatomy of the cervix is often described as a clock face, with the anterior portion of the cervix being 12 o'clock and the posterior lip being 6 o'clock. Về cái phần giải phẫu của tử cung thì người ta thường mô tả là cái phần giải phẫu của tử cung thì người ta chia thành như người ta mô tả như là một cái mặt đồng hồ. Thì với phần phía trước là phần phía trước là khoảng 12 giờ và khoảng phía sau là 6 giờ. The cervix is innervated by nerves that come from the lowest portion of the spinal cord, which enter the cervix adjacent to the uterine arteries at 3 o'clock and 9 o'clock. Thì cái phần cổ tử cung thì được bao bọc bởi cái dây thần kinh, thì xuất phát từ phần thấp nhất của các tủy sống và những cái dây thần kinh này đi qua vào cổ tử cung và tiếp giáp với cái động mạch tử cung ở vị trí 3 giờ và 9 giờ. This is innervated by nerves that come from a higher area of the spinal cord via the inferior hypogastric nerve, which enters along with the uterosacral ligaments and via the ovarian arteries. Thì cái phần phân đợt, cái phần lò thân tử cung thì được bao bọc bởi các dây thần kinh xuất phát từ cái phần cao hơn của tủy sống thì thông qua dây thần kinh hạ vị dưới và đi vào cùng với dây chằng tử cung và thông qua cái động mạch buồng trứng. The uterosacral ligaments attach to the lower uterus at 5 and 7 o'clock. At the planned location. Thì cái dây rằng tử cung thì nó gắn với cái phần dưới của tử cung ở vị trí 5 giờ và 6 giờ, 5 giờ và 7 giờ. Location of the tenaculum placement, which is usually the anterior lip of the cervix or 12 o'clock, the clinician should inject 2 to 5 cc of local anesthesia into the cervical stroma. Thì tại cái vị trí mà dự kiến kẹp cổ tử cung thì thường là người ta kẹp ở vị trí mô trước của cái phần cổ tử cung và thường sẽ là vị trí 12 giờ thì người bác sĩ lâm sàng có thể tiêm từ 1 đến 5 cc ở vị trí này để gây tại chỗ lại vùng mô này. She then places the tenaculum in the cervical stroma at the desired location, taking care not to grasp too superficially before placing the paracervical block. Thì sau đó cái người bác sĩ lâm sàng thì sẽ tiến hành kẹp cái cổ tử cung tại cái vùng mô tại vị trí đó. Tiến hành kẹp tại cái vùng mô tại vị trí 12 giờ này mà này và sau khi mà đã kẹp được vị trí mong muốn thì chúng ta chú ý là không nên cầm cái kẹp bogie quá hời hợt thì trong quá trình tiến hành mà gây tê cạnh tử cung tiếp theo too superficially before placing the paracervical block. The anesthetic block can be done in a number of ways. It is possible to inject both the nerves as they enter with the uterine arteries and the nerves as they enter via the uterosacral ligaments. Thì cái quá trình gây tê thực hiện theo một số có thể thực hiện theo một nhiều cách. Thì có thể tiêm cả cái dây thần kinh đi vào với động mạch tử cung và cái dây thần kinh khi mà chúng đi qua cổ tử cung thông qua cái dây chằng tử cung. One approach is actually an intracervical block, in which half the anesthetic is injected at a depth of approximately 3 to 4 centimeters at 3 o'clock and half at 9 o'clock into the cervix to reach the paracervical plexus adjacent to the uterine arteries. Thì
trong mà cái gây tê mà trong tử cung á, trong cổ tử cung á, thì người ta sẽ dùng trong số đó là người ta sẽ dùng một nửa số thuốc tê được tiêm ở hai vị trí, thứ nhất là vị trí 3 giờ và thứ hai là vị trí 9 giờ. Đó là cái hình B mà hồi nãy mình đã trình bày rồi đó. Thì sẽ tiêm hai vị trí này, thì người ta sẽ tiêm vào sau khoảng 3 đến 4 cm ở hai vị trí này, và để thuốc tê có thể đến với cái đám rối của tử cung thông qua gián tiếp, thông qua cái đám rối mà tiếp giáp với lại cái động mạch tử cung. With this approach, it is possible to use two additional injections at 5 and 7 o'clock towards the plexus adjacent to the uterosacral arteries. If all four sites are used, 3, 5, 7, and 9 o'clock, the total anesthetic amount should be distributed equally. Thì ở cái phương pháp gây tê này á, thì người ta cũng có thể là tiêm thêm hai mũi ở hai vị trí, đó là 5 giờ và 7 giờ. Thì để về phía đám rối động mạch tử cung thì ở bốn vị trí này á, thì người ta phân bổ cái lượng thuốc tê được phân bổ là như nhau chứ không có sự khác biệt. The second block shown here is a commonly used paracervical block, which places equal amounts of anesthetic, usually 5 milliliters at each of four sites, 2, 4, 8 and 10 o'clock. Thì về cách thứ hai thì người ta thường sử dụng tiêm lượng thuốc tê bằng nhau, thường một lượng thuốc tê bằng nhau, và người ta sẽ tiêm vào vị trí là 2 giờ, 2 giờ, 4 giờ, 8 giờ và 10 giờ. Thì cái này là cái phương pháp gây tê cạnh tử cung mà mình đã trình bày là cái hình A hồi nãy. This distributes the anesthetic around the paracervical plexus while avoiding injecting directly into the uterine arteries. The needle enters behind the cervix where the vagina reflects off the cervix, and the injections are continuous from superficial to deep at 3 centimeters. There is no clear evidence supporting one-top injections are continuous from superficial to deep at 3 centimeters. Thì cái việc mà phân tiêm thuốc tê những vị trí mà 2 giờ, 4 giờ, 8 giờ và 10 giờ này á, thì nhằm mục đích là để gây tê xung quanh đám rối của tử cung, trong khi là tránh tiêm trực tiếp vào cái động mạch tử cung. Và cái kim này nó sẽ đi qua phía sau của tử cung, và là nơi mà âm đạo mà tiếp giáp với cái tử cung á, của tử cung á, là cái vùng cạnh tử cung. Thì chúng ta sẽ tiến hành tiêm từ nông tới sâu khoảng 3 cm. There is no clear evidence supporting one type of block over another, except that deeper injections may be more effective than superficial ones, and injecting slowly causes less pain. Additionally, a higher volume of anesthetic is preferred, keeping in mind that the dose has to be in the non-toxic range. Thì hiện tại thì không có bằng chứng rõ ràng nào ủng hộ cái việc mà gây tê theo cách này hoặc là cách khác hơn. Thì ngoại trừ cái việc mà cái tiêm sâu hơn thì có thể ảnh hưởng hiệu quả hơn, và cái việc mà tiêm từ từ thì nó sẽ ít gây đau đớn hơn. Ngoài ra thì cái thể tích thuốc lớn hơn thì người ta cũng được khuyến cáo, thì nhưng mà lưu ý rằng một điều là cái lượng liều lượng thì phải nằm trong cái phạm vi mà không gây độc. It's important to make sure the needle is not in a blood vessel when injecting lidocaine. Once the needle is at the planned location and depth, the clinician pulls back on the plunger to check for blood flow into the syringe. She will reposition the needle if there is blood return. Once local anesthetic is placed, thì cái việc quan trọng tiếp theo là phải đảm bảo là cái kim nó không đâm vào mạch máu khi tiêm lidocaine. Thì khi mà kim mà đã vào vị trí và cái độ sâu như dự kiến của người bác đó, thì người bác sĩ lâm sàng sẽ làm một động tác là kéo bít tông trở lại. Thì cái việc kéo bít tông này thì kiểm tra xem là máu có vào bên trong cái xi lanh hay không. Và nếu mà có máu ở trong xi lanh thì bác sĩ sẽ phải xác định là vị trí tim khác. Once local anesthetic is placed, cervical dilation must be either confirmed or achieved. It is critical at this point to begin to use a no-touch technique in which the clinician ensures that all instruments that pass through the cervical os are sterile by not allowing parts of the instruments that will enter the uterus to touch anything before reaching the os. Thì sau khi mà đã gây tê tại chỗ, làm cái bước gây tê tại chỗ xong á, thì cái sự giãn nở của tử cung á thì phải được xác nhận. Thì cái điều quan trọng trong cái bước này á là khoan dừng đi, không có cần phải giải thích đâu, các bạn hiểu hết đó nha. Cứ dứt clip đi tới cái đoạn em xả tới cái đoạn hút nẹo đi. Dạ. The clinician can first test to see if the cannulas are sized by diameter, and most clinicians choose a diameter equal to the number of weeks gestation or one size smaller.
For example, a 7-week pregnancy can be aspirated safely and effectively with a 7mm or 6mm cannula. Holding the end of the cannula that will not go through the cervix, she pulls gentle traction on the tenaculum to straighten the cervico-uterine angle. She then tries to pass the cannula through the os and advance it to the fundus. If successful, she can begin the aspiration. If the cannula does not pass through the os, the clinician will begin to dilate the cervix. You can see in this video that the clinician is using Pratt dilators, which are tapered and have increasing sizes of dilation on each end. She uses proper no-touch technique by holding the midpoint of the dilator so that she does not touch either end that will go into the uterus. The clinician will pull gently on the tenaculum to straighten the cervico-uterine angle. She then carefully passes the dilators through the cervix to the point at which the widest portion of the dilator passes through the internal os. The tip of the dilator need not and should not reach the fundus. The clinician removes the dilator, flips it, and passes the larger end through the cervical os. The clinician then inserts the next size dilators one at a time until reaching the level of dilation necessary to pass the cannula. Notice how the dilators rotate in her hand as they traverse the cervical canal. It is important to allow the dilator to follow the natural path of the canal and not to force it through, which may lead to perforation or false passages. Dilators are used to open the cervix just enough to pass the cannula. Dilators are sized by either diameter or circumference, whereas cannulas are sized by diameters. Become familiar with the dilators you have available to know what size will accommodate each cannula. Once the flexible or rigid cannula of the appropriate size passes through the internal os and is located at the fundus, the cannula is attached to either the MUA or the EVA tubing. The manual uterine aspirator is similar to a large syringe with a cylinder, plunger, and valves. Closure of the valves allows creation of the vacuum by pulling outward on the plunger into the locked position. Suction should be created in the syringe before it's attached to the cannula if the cannula is already in the uterus. Many clinicians first place the cannula in the uterus, generate suction in the syringe, and then attach the syringe to the cannula. With the cannula inside the uterus, suction is generated when the valves are released. Once the vacuum is activated, the cannula is maneuvered in the uterus with a combination of rotation and in and out movements between the fundus and internal os. When the syringe fills or tissue stops entering the syringe, she removes it to empty the syringe and reactivate the suction. Sometimes a small amount of tissue can block suction by clogging the cannula opening. Often this tissue is the gestational sac. A sterile gauze can be used to wipe the cannula clean, keeping the tissue for evaluation. A safe place to keep the sterile end of the cannula is back inside the uterus while the syringe is emptied and suction reactivated. Keeping the tip of the cannula sterile through use of the sterile gauze and safe storage in the uterus or on a sterile part of your tray is crucial for proper no-touch technique. Once the uterus is empty, the clinician can feel a gritty texture along with the feeling that the uterus is contracting around the cannula as it becomes harder to move the cannula. Once the aspiration is felt to be complete, the tenaculum is removed and the cervix examined for bleeding. A small amount of bleeding at the tenaculum site is normal and usually resolves with pressure. With electric vacuum aspiration, the basic steps are the same, but suction can be continued throughout without needing to take breaks to empty the container and reactivate suction. Once the suction is activated, it is controlled by opening and closing the valve on the tubing hole. Once the cannula is advanced to the fundus, the hole is closed and the cannula can be maneuvered through twisting and in and out movements. As the cannula is brought down towards and out of the cervix, suction can be released by opening the valve on the tubing hole and then re-advanced to the fundus to repeat the procedure. Like with MUA, once the material stops coming out and the texture of the cannula against the endometrium feels gritty, the procedure is complete. If the texture feels smooth, it may be that the uterus is not yet empty or that the cannula is clogged. In this circumstance, it is important to look at the end of the cannula to remove possible clogged tissue and then repeat the steps. Dạ, thì phần trình bày của nhóm chúng em tới đây đã xong ạ. Thì đây là phần tài liệu tham khảo của nhóm chúng em ạ. Cảm ơn anh và các bạn đã chú ý lắng nghe. Em xin hết ạ.
Rồi ha, cái phần này thì cũng bộ môn sắp ra quyển sách kỹ năng á. Các bạn chuẩn bị để đi mua đi ha, bởi vì có một cái bài về kỹ thuật lúc nào thay chứng anh viết ở trong sách đó, thì cái đó là tài liệu chuẩn của bộ môn mình, thì chắc cũng trong tuần sau nữa là sẽ có sách. Thì các bạn liên hệ phía trường hoặc là bộ môn chị Yến để có gì đặt sách trước. Sách kỹ năng này có đầy đủ những cái kỹ năng sản khoa và phụ khoa cơ bản, sách cho bộ môn mình viết luôn, cho nên các bạn mua và về thì có cái bài hút não tay chứng nè, anh viết đó, trong đó là kỹ thuật hút tay chứng rất là rõ để cho các bạn về các bạn đọc. Rồi, các bạn nào có thắc mắc gì không? Cái phần kỹ thuật hút nè. Rồi, nhóm sau tải tài liệu lên đi trong thời gian các bạn thắc mắc. À, các bạn tranh thủ mua sách để nói chung sách màu khá là đẹp đó. Không biết giá nhiều nữa. Mua về đọc với lại thi thì cũng sẽ chủ yếu là cho trong đó. Để cho các bạn kiến thức đó là kiến thức chuẩn và cập nhật của bộ môn mới biết. Mới ra luôn đó, chuẩn bị sắp ra là các bạn đón và mua. Tại sẵn này mua xong là nhờ cô Lợi ký kỷ niệm trước khi ra trường luôn. Nếu như ra trường được, trong trường hợp ra trường được. Thưa anh và các bạn, sau đây em là Vi và bạn Trà sẽ đại diện nhóm 7 để trình bày về biến chứng và theo dõi sau hút não thay chứng. Mọi người có nghe rõ không ạ? Nghe rõ, tiếp tục đi. Dạ. Yeah. Chào cho cái slide đi. Đầu tiên thì em sẽ trình bày về phần biến chứng sau hút não thay chứng. Thì biến chứng sau hút não thay chứng theo sách thực hành sản phụ khoa thì có những biến chứng như sau. Thứ nhất là choáng. Thì nguyên nhân choáng là do mất máu hay là do đau. Và mình tránh cái biến chứng này bằng cách giảm đau hiệu quả hoặc là lập đường truyền với kim lớn, chuẩn bị sẵn 1 đến 2 đơn vị máu cần thiết. Biến chứng thứ hai là xuất huyết. Xuất huyết thì mình sẽ xử trí bằng việc là cho thuốc co hồi tử cung và truyền máu khi có chỉ định. Biến chứng thứ ba là thủng tử cung. Thủng tử cung thì nguyên nhân là do cung mềm và do kỹ thuật hút não, đôi khi là có tình trạng là thay trứng xâm lấn và mình giải quyết thủng tử cung bằng việc là phẫu thuật. Biến chứng thứ tư là xót trứng. Xót trứng thì biểu hiện là sau khi hút thì mình sẽ thấy còn ra huyết kéo dài, tử cung còn to, siêu âm có khối echo hỗn hợp trong lòng tử cung. Mình xử trí bằng việc là sẽ hút lại và gửi giải phẫu bệnh học. Và dự phòng xót trứng bằng hút não, mình sẽ hút não dưới sự hướng dẫn của siêu âm. Cái biến chứng thứ năm đó là viêm nội mạc tử cung sau não. Chờ cho qua tiếp đi chị. Theo ECOG và một số tài liệu cập nhật trên UpToDate thì có liệt kê về cái biến chứng liên hệ tuần hoàn hô hấp. Các biến chứng này thì nó ít khi xuất hiện ở bệnh nhân được hút não thay chứng trong tam cá huyệt 1. Đối với tam cá huyệt 2 thì có khoảng 2% bệnh nhân có triệu chứng như là khó thở, thở nhanh, tăng nhịp tim, đau ngực. Và các triệu chứng suy hấp này thì sau khi hút não thì thường là do thương tắc tế bào nuôi. Ở trên lâm sàng thì mình sẽ lúc thăm khám thì mình sẽ thấy là có nghe phổi có ranh lan tỏa và X-quang sẽ cho hình ảnh thâm nhập phổi hai bên. Ngoài ra thì các triệu chứng suy hấp này có thể là do biến chứng của suy tim, do thiếu máu, cường giáp, do tiền sản giật hoặc là do quá tải dịch. Về tình trạng của nang hoàng tuyến, nang hoàng tuyến thì nó sẽ thường phát triển sau hút não thay chứng khoảng từ 2 đến 4 tháng, nhưng mà có trường hợp là nang nó có thể bị xoắn hoặc là vỡ. Lúc này mình sẽ cần phẫu thuật nội soi để cầm máu và tháo xoắn. Theo William thì có một số lưu ý trong hút não thay chứng như là trước khi mà thực hành hút não á, thì mình nên đánh giá tình trạng lâm sàng của bệnh nhân hoặc là các cái biến chứng và người ta thấy là cái tỷ lệ mà cái cơn bão giáp do không điều trị cường giáp hoặc là suy hấp do thương tắc tế bào nuôi và những cái bệnh đồng mắc nghiêm trọng khác thì nó rất là hiếm. Và bởi vì cái tình trạng tưới máu của nhau thai thì rất là nhiều, cho nên là mình nên chuẩn bị những cái chế phẩm máu trước khi hút não cho những cái thay trứng mà có kích thước lớn và phải chuẩn bị các đường truyền dịch đầy đủ.
Và sau khi mà mình hút não hoàn thành đó, thì mình nên truyền tĩnh mạch oxytocin khoảng là 20 đơn vị pha trong 1 lít dịch tinh thể và truyền để đạt tốc độ có cung co tử cung. Cái việc mà tiến triển thành khối u nguyên bào nuôi sau khi hút não thay trứng đó, thì có khoảng 15% đối với thai trứng toàn phần. Và mặc dù là mình phát cái tỷ lệ phát hiện khối u nguyên bào nuôi này thì ngày nay mình đã phát hiện sớm hơn trước đây, nhưng mà cái tỷ lệ này thì nó không có giảm. Và đối với những phụ nữ mà mình có phát triển thành cái u nguyên bào nuôi đó, thì có khoảng 3/4 là có xâm lấn tại chỗ và có khoảng còn lại 1/4 thì có di căn. Cái khối u nguyên bào tiến triển thành khối u nhưng mà nuôi thì nó có khoảng chiếm khoảng 4-6% đối với trường hợp thai trứng bán phần sau khi mà hút não thai trứng. Và cái chuyển sang tình trạng ác tính thành cái ung thư nhưng mà nuôi thì nó xảy ra sau hút não thai trứng với tỷ lệ hiếm là khoảng 0,1%. Trời ơi. Và ở trong William thì người ta cũng nói rằng không có cái tình trạng bệnh học hoặc là một cái đặc điểm lâm sàng nào mà giúp mình có thể chẩn đoán, có thể dự đoán chính xác là nó có thể tiến triển thành cái u nhưng mà nuôi hay không. Và cho nên vì vậy mình phải theo dõi cái nồng độ beta HCG liên tục, và đây được coi là một biện pháp hiệu quả để theo dõi và xem thử là có cái tình trạng này có biến thành cái phát triển thành cái u nhưng mà nuôi hay không. Và vì vậy cái beta HCG này thì mình sẽ theo dõi liên tục là tối thiểu là khoảng mỗi 1-2 tuần để khi mà mình không định lượng được nồng độ beta HCG. Chào bài tiếp theo. Đây là một số cái khuyến cáo của ERCOG về những cái lưu ý khi mình hút não thai trứng. Thì về cái câu hỏi đầu tiên nó đặt ra đó là cái biện pháp nào là tốt nhất cho giải quyết một cái thai trứng. Thì cái việc hút não thai trứng thì được là một cái lựa chọn cho việc giải quyết cái thai trứng toàn phần. Và cái việc mình hút não thai trứng này á, thì nó sẽ có lợi ích khi mà mình hút não thai trứng dưới sự hướng dẫn của siêu âm, là để mình giảm cái tỷ lệ mà biến chứng thủng tử cung và đảm bảo là mình sẽ hút được nhiều mô nhất có thể. Và hút não thai trứng á, thì đối với thai trứng bán phần thì nó cũng là một lựa chọn điều trị, nhưng mà mình phải loại trừ cái trường hợp đó là kích thước thai nó là một cái chống chỉ định đối với hút não, thì lúc này mình sẽ thực hiện là điều trị nội khoa. Cái việc dự phòng anti D thì được khuyến cáo sau khi mà mình hút não thai trứng. Thì câu hỏi thứ hai đó là có nên chuẩn bị cái cổ tử cung trước khi hút não hay không, thì người ta thấy rằng là cái việc chuẩn bị cổ tử cung ngay trước khi mình hút não thì được xem là an toàn. Và câu hỏi thứ ba thì người ta đặt ra là có nên là truyền oxytocin trong quá trình hút não thai trứng hay không. Thì đối với những bệnh nhân có xuất huyết âm đạo nặng liên quan tới cái hút não thai trứng thì đòi hỏi là mình phải được đánh giá bởi một cái nhà lâm sàng có kinh nghiệm. Về cái việc truyền oxytocin trước khi hút não thai trứng kết thúc thì không có được khuyến cáo. Và nhưng mà đối với một số trường hợp với những bệnh nhân mà có xuất huyết nghiêm trọng trong quá trình hút não trước hoặc là trong quá trình hút não, thì lúc này thì mình sẽ phải truyền oxytocin ngay bất chấp cái nguy cơ là có thể làm tăng cái tinh tắc nhưng bào nuôi. Và cái câu hỏi cuối cùng ở đây người ta đặt ra đó, khi nào là trong trường hợp nào và khi nào thì mình nên hút lặp lại cái việc hút não thai trứng. Thì người ta thấy rằng cái việc hút não lặp lại hút não thai trứng khẩn cấp đối với một sẽ có lợi trong cái trường hợp là có huyết nặng và cái xuất huyết âm đạo dai dẳng mà có ảnh hưởng đến huyết động học, đặc biệt là trong những trường hợp là có mô thai tồn lưu khi thấy dưới siêu âm. Và ngoài cái trường hợp này ra thì nếu như cái việc mình có hút não lại hay không thì mình phải tham vấn với cái trung tâm mà người ta chuyên về cái bệnh lý các bệnh lý như bào nuôi. Em xin kết thúc phần trình bày đây, mời bạn trai trình bày tiếp theo hoặc theo dõi. Tiếp theo phần theo dõi thì theo như tài liệu của William thì theo nghiên cứu của Praga năm 2016 và Sơn năm 2016 thì có 15 đến 20% bệnh nhân
với thai trứng toàn phần thì sẽ phát triển thành u nguyên bào nuôi và 3 phần tư trong đó thì là sẽ có xâm lớn và 1 phần tư là sẽ phát triển thành u như phần trước của bạn bạn Vi có trình bày. Thì cũng như đó thì tới thai trứng bán phần thì có 4-6% sẽ cũng sẽ phát triển thành u nguyên bào nuôi. Về phần theo dõi về về hóa trị dự phòng á, thì nó không được thường quy, nó không được thường quy ở Hoa Kỳ và châu Âu do cái nguy cơ làm tăng ra kháng thuốc và trì hoãn cái việc điều trị u nguyên bào nuôi và các tác dụng phụ gây độc. Và trong thực hành lâm sàng thì không, hiện nay thì không được khuyến cáo theo nghiên cứu của Quang năm 2017. Cái việc dự phòng, cái việc hóa trị dự phòng chỉ được sử dụng ở các quốc gia mà với nguồn lực hạn chế để theo dõi bệnh nhân sau khi hút thai trứng. Về theo dõi thì sau theo dõi sau điều trị tại viện thì chúng ta sẽ theo dõi nồng độ beta HCG trong máu mỗi 2 tuần cho đến khi âm tính 3 lần, theo dõi sự co hồi tử cung, kích thước của nang hàng tuyến, tình trạng ra huyết, âm đạo và kinh nguyệt. Các triệu chứng như là tử cung sẽ co hồi về bình thường sau 1-2 tuần, hết ra huyết âm đạo sau 1-2 tuần, nang hoàng tuyến sẽ trở về bình thường sau 2-4 tháng, kinh nguyệt sẽ trở lại khi có rụng trứng. Về tiêu chuẩn xuất viện thì beta HCG máu sẽ âm tính 3 lần, tử cung và 2 phần phụ bình thường và không xuất hiện di căn. Beta HCG máu được gọi là âm tính khi nó sẽ dưới 5 EU/ml. Về theo dõi thì chúng ta sẽ theo dõi mỗi 1 hoặc 2 tuần sau khi não hút đến khi beta HCG âm tính mỗi tháng trong vòng 6 tháng sau. Trong thời gian theo dõi bệnh nhân thì không được có thai và ngừa thai và các phương pháp sẽ trình bày bởi nhóm sau. Về mỗi lần khám thì chúng ta sẽ hỏi về kinh nguyệt có ra huyết bất thường hay không, về cách ngừa thai này thì là có ngừa thai đúng cách hay không, các dấu hiệu di căn như là đau ngực, ho ra máu, nghi ngờ di căn phổi hoặc là nhức đầu, nghi ngờ di căn não, và khám tổng quát và khám phụ khoa, chú ý tìm nguyên nhân di căn âm đạo, xét nghiệm beta HCG, chụp và các cận lâm sàng khác chúng ta có thể cân nhắc làm thêm tùy vào tình trạng của bệnh nhân. Còn theo như Đại học Sản phụ khoa Hoàng gia Úc và New Zealand năm 2020 thì chúng ta sẽ theo dõi số lượng beta HCG máu của bệnh nhân hàng tuần cho đến khi 3 lần. Cho đến khi nồng độ beta HCG bình thường sau 3 lần liên tiếp, rồi sau đó chúng ta sẽ test theo từng tháng. Và sau khi mà nồng độ beta HCG bình thường rồi á, thì đối với thai trứng bán phần thì chúng ta không cần làm test thêm. Còn đối với thai trứng toàn phần á, thì chúng ta sẽ tiếp tục là test beta HCG hàng tháng trong 6 tháng tiếp theo. Còn đối với việc tư vấn á, thì chúng ta sẽ tư vấn cả bệnh nhân và lẫn cả cái bác sĩ gia đình là cái thai kỳ này á, thì sau khi mà beta HCG trở bình thường rồi thì có thể có thai, tỷ lệ thụ thai thì không bị ảnh hưởng, 1/70 có nguy cơ có thể gặp lại thai kỳ thai trứng lặp lại, do đó thì nên được làm siêu âm sớm beta, nồng độ beta HCG trong máu beta HCG sáu tuần khi có thai, bất kể cái hậu quả của cái thai là như thế nào. Còn theo tiêu chuẩn của FIGO, tiêu chuẩn FIGO về chẩn đoán cái u nguyên bào nuôi sau thai trứng thì khi nồng độ beta khi nồng độ HCG bình nguyên sau 4 lần đo trong 3 tuần, ví dụ vào các ngày như là 1, 7, 14 và 21, hay là khi
khi beta hCG nồng độ beta hCG tăng khi đo 3 lần liên tiếp sau 2 tuần như các ngày là 1, 7, 14 hoặc nếu giải phẫu bệnh là ung thư nguyên bào nuôi. Còn đối với FIGO năm 2000 thì có một cái tiêu chuẩn nữa là hCG còn tồn tại trong 6 tháng theo dõi, nhưng mà đến FIGO sau này người ta đã bỏ đi rồi. Chỉ còn 3 tiêu chuẩn trên. Còn đây là cái phác đồ theo dõi sau khi điều trị hút thai trứng, là chúng ta sẽ đo nồng độ hCG máu hàng tuần và so sánh với kết quả hCG trước đó. Nếu nồng độ beta hCG sẽ tăng trên 10% trong 3 lần trong 2 tuần thì vào các ngày 1, 7 và 14 hoặc nồng độ beta hCG bình nguyên đó là cộng trừ 10 trong 3 tuần vào các ngày 1, 7, 14, 21 thì chúng ta sẽ đi vào bốc A, là chúng ta sẽ chẩn đoán nguyên bào nuôi, rồi chúng ta sẽ phân giai đoạn và chúng ta sẽ điều trị, chúng ta sẽ được biết vào cái bài u nguyên bào nuôi sau. Còn nếu mà không có cái tiêu chuẩn này, không có cái tiêu chuẩn này thì chúng ta sẽ đến cái nồng độ beta hCG nếu nó tăng hơn lớn hơn 10% trong 4 lần trong vòng 3 tuần vào ngày 1, 7, 14, 21 thì chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi hCG hàng tuần. Khi mà nồng độ hCG này trở nên là không phát hiện dưới 5 miliu trên mililit và tiếp tục không phát hiện trong vòng 3 tuần tiếp theo, thì nếu là thai trứng toàn phần á, thì chúng ta sẽ tiếp tục là theo dõi beta hCG trong vòng 3 tháng. Còn nếu là thai trứng bán phần á, thì chúng ta sẽ theo dõi nồng độ beta hCG trong vòng 1 tháng. Còn nếu mà nồng độ beta hCG này á, tiếp tục mà không phát hiện được thì chúng ta sẽ không theo dõi hCG nữa, mà bệnh nhân có thể thụ thai nếu bệnh nhân muốn. Còn nếu mà không thả cái tiêu chuẩn 4 lần tăng này á, thì chúng ta sẽ theo dõi hCG mỗi tuần cho đến khi mà tiêu chuẩn của hCG này là giảm, tăng hoặc là bình nguyên, thì chúng ta sẽ quản lý nó như là nếu mà beta hCG tăng hoặc bình nguyên thì chúng ta sẽ quản lý như là cái bốc A. Còn nếu mà beta hCG này giảm thì chúng ta sẽ quản lý theo cái bốc B. Đó là phần trình bày về biến chứng và theo dõi của nhóm em ạ. Các bạn có câu hỏi thắc mắc gì cho nhóm mình không ạ? Các bạn có ai có thắc mắc gì không? Hay là không biết gì để thắc mắc? Nãy thì cái bài mà các bước hút não thì nó đã rõ rồi ha. Anh sẽ không nói lại, với lại các bạn về các bạn mua sách đi. Đọc này nó sẽ trong đó nó sẽ đầy đủ hết. Thì anh sẽ không nói lại nữa ha, 21 đi thi. Rồi còn cái phần mà biến chứng và theo dõi á, quan trọng nhất chúng ta phải học theo một cái hệ thống. Biến chứng của thai trứng là cái gì? Nó gồm có trước, trong và sau hút não. Trước trong thai trứng thì chứng này nó có thể có bị gì? Mình nghĩ biết rằng là thai trứng là một cái bất thường của tế bào nuôi. Nó làm như tăng sinh vô tổ chức. Vì vậy, nó tiết ra rất nhiều hCG. hCG thì nó có vai trò thay thế cho LH trong việc duy trì hoàn thể. Mà nó càng nhiều hCG thì hoàn thể nó giống như hoàn thể sẽ phát triển quá mức. Nó gây ra biến chứng gì? Nang hoàn thể nó to, nó có thể xoắn, nó có thể vỡ. Rồi hCG nó làm gì cho cái tắc? Vì sao những cái người bầu trong 3 tháng đầu người ta bị nghén?
là do HCG là những cái thành phần lạ của cơ thể, nó sẽ làm như cơ chế của dị ứng, nó làm cho người phụ nữ bị nghén hay gì đó. Vì vậy lý giải tại sao HCG nó làm cho trong thai trứng, bệnh lý thai trứng nó sẽ làm cho bệnh nhân người ta bị nghén nhiều, người ta bị mất nước, người ta bị ói nhiều. Ngoài ra thì HCG nó có thể gắn lên được những cái thụ thể của tuyến giáp, nó cũng có thể làm cho bệnh nhân bị cường giáp, hay là những cái thụ thể của mạch máu nó gây thụ thể tuyến giáp nó gây cường giáp, nó gây tăng huyết áp, nó gây tiền sản giật sớm. Đó là những biến chứng sẽ xảy ra trước khi hút não. Trong khi hút não á thì chúng ta sẽ biến chứng gì, chúng ta sợ nhất là biến chứng thủng tử cung và biến chứng chảy máu, đó là hai biến chứng thường gặp nhất và cũng là nguy hiểm nhất. Rồi tới sau đó là đến cái biến chứng sau khi hút não thì có biến chứng gì, nhiễm trùng, biến chứng nhiễm trùng hay là biến chứng sót mô, hay là và cực kỳ quan trọng nhất đó là diễn tiến thành bệnh lý tân sinh nguyên bào nuôi. Vì vậy mình phải, sau khi mình hút não thai trứng xong rồi, mình vẫn phải follow up tùy theo những cái quan điểm trước đây ấy, người ta còn phân dựa vào thai trứng nguy cơ thấp, thai trứng nguy cơ cao, đúng không? Nhưng những cái update gần đây nhất, người ta thường cái thời gian follow up người ta dựa vào bản chất của mô giải phẫu bệnh. Bản chất của mô giải phẫu là thai trứng toàn phần hay thai trứng bán phần. Nếu thai trứng toàn phần, thời gian theo dõi thường nó sẽ lâu hơn, có thể tới 6-12 tháng. Còn thai trứng bán phần, có thể sau khi beta HCG về âm tính là có thể có thả cho có bầu luôn, hoặc là tới tối đa 6 tháng thôi. Đó là những cái update mới nhất anh muốn update cho các bạn. Tất nhiên trong đi lâm sàng thì nhiều lúc những ở khoa hay là ở những cái bác sĩ khác người ta chưa có update kịp những cái guideline mới nhất. Nhưng mà mình cũng hiểu rằng là mình phải hiểu tại sao nó lại như vậy ha. Bởi vì thai trứng toàn phần, bản chất của bệnh đó là chỉ toàn là mô của bố không ha. Mà nó bản chất nó là bất thường nhiều hơn, nó có khả năng diễn tiến mình nghĩ ung tân sinh nguyên bào nuôi nhiều hơn. Vì vậy mình phải theo dõi follow up dài hơn. Nó phải, tất cả nó đều phải dựa vào nghiên cứu. Người ta đã nghiên cứu rồi, tất cả những cái thai trứng toàn phần thì người ta theo dõi bao lâu thì thường bao lâu nó sẽ bệnh đến thành diễn tiến nguyên bào nuôi. Qua bao lâu mà nó không diễn tiến thành tân sinh nguyên bào nuôi thì nó sẽ thường nó sẽ không còn diễn tiến nữa. Hay các bạn đọc kỹ những cái tài liệu thì mình sẽ thấy rằng giống như tại sao người ta đưa ra cái ý kiến là của HCG sau cái thai trứng bán phần có khi 3 lần về âm tính là có thể cho có bầu lại được rồi. Bởi vì người ta thấy rằng sau khi về âm tính rồi, mà đặc biệt là những người phụ nữ mà chưa có gia đình, hoặc là phụ nữ lớn tuổi mà chưa có con, những phụ nữ ta hiếm muộn, hay là cái thai này nè là cái thai thụ tinh ống nghiệm, thì cái thời gian để mà mình follow up nó quá lâu á, thì thứ nhất vừa tăng chi phí điều trị, vừa gây khó dễ cho người bệnh. Người ta phải đi tới đi lui liên tục nhiều lần, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống người ta. Ngoài ra còn ảnh hưởng đến cái dự trữ buồng trứng, cái outcomes về sản khoa của người ta sau này. Chẳng hạn người ta đã 35 tuổi rồi, người ta bị thai trứng chưa có đứa nào, mình bắt người ta follow up thêm 2 năm nữa là 37 tuổi rồi, rồi thả và năm không có nữa, người ta 38, 39, 40 tuổi rồi, người ta còn rất là khó có con. Đó là lý do tại sao cái follow up mình phải update lại để mình có dựa vào những bằng chứng khoa học để mình cập nhật những kiến thức và mình thực hành cho nó một cái chính xác, đem lại cái lợi ích tốt nhất cho người bệnh. Các bạn back lại cái slide, các bạn cái nhóm chị nhớ back lại những cái slide về theo dõi của Rancoff với Acoc á. Rồi. Thấy chưa? Các bạn thấy không? Đó là lý do tại sao anh muốn các bạn đó bữa trước nhóm trình là chưa có cập nhật những cái khuyến cáo mới nhất của ACOG rồi RCOG với lại Rancoc. Thì mình thấy rằng này ha, với một cái thai trứng bán phần, người ta đâu có phân ra nguy cơ thấp, nguy cơ cao nữa, đúng không? Đó, người ta thấy bán phần là chỉ cần 3 lần âm tính là có thể không cần phải test thêm nữa. Còn thai trứng toàn phần thì cần phải 6 tháng từ khi âm tính, được chưa? Đó là cái nè. Rồi chúng ta thấy nữa nè, trong cái quá trình tư vấn đó,
trong quá trình tư vấn là sau khi mình đã về âm tính rồi, mình phải tư vấn cho người ta đó là có thai để có thể bắt đầu có thai rồi. Và nghiên cứu chứng minh rồi là hút thai trứng nó cũng không ảnh hưởng đến tỷ lệ mang thai sau này. Tuy nhiên mình phải luôn nghĩ rằng là cái nguyên những cái biến chứng sau khi hút nẻo có thể có một cái biến chứng khi mình can thiệp vào buồng tử cung, đó chính là những buồng tử cung hay là hội chứng Asherman á, tiếng Anh người ta gọi là gì tự nhiên anh quên mất cái tên, là hội chứng đó là hội chứng Asherman. Các bạn về các bạn đọc nếu các bạn muốn ha, thì nó sẽ làm dính cái buồng tử cung, nó sẽ ảnh hưởng đến khả năng có thai, nhưng ở những cái dân số lớn thì có vẻ nó không bị ảnh hưởng và tỷ lệ thai trứng tái phát cũng không thật sự quá cao, chỉ có 1/70 thôi. Vì vậy mình khi cái thai lần sau đó ha, nhớ nha, hai lần sau á thì beta HCG ở cái tuần thứ 6 ha, sau khi kết thúc bất kỳ một cái thai kỳ nào trong tương lai, hiểu không? Tức là ví dụ như cái ngày đó bị thai trứng xong bạn có thai thường, bà đẻ rồi, được chưa? Thì trong quá trình mà bị thai thường á thì tốt nhất là nên trẻ kinh là đi siêu âm liền để loại trừ cái thai trứng tái phát. Rồi sau khi bà sanh xong, mặc dù cái thai thường đó ha, thì 6 tuần sau sanh, được chưa, cũng nên làm lại một cái beta HCG nữa, bởi vì bà này dù bà nó có thai thường nhưng thai thường vẫn có nguy cơ diễn tiến bệnh lý nguyên vò nuôi, bởi vì bà này là một cái người có yếu tố nguy cơ do đã từng bị thai trứng trước đó. Hiểu của cái ý này cho anh giải thích để cho các bạn hiểu kỹ hơn về cái mà người ta đưa ra. Rồi cái gì a cốc hồi nãy nó có cái phát đồ a cốc gì hồi nãy các bạn next cái slide tiếp theo đi. Tiếp lại thì cái này cũng không có gì mới cả. Rồi, các bạn có gì thắc mắc không? Hiểu hết những cái gì nãy giờ anh nói chưa? Mai mốt đi thi là kiến thức update đi nha, không phải là kiến thức cũ nữa đâu nha. Nãy làm bài pretest là thấy là thấy cũ chưa? Rồi còn nhóm nào nữa không? Dạ còn nhóm à. Rồi, nhóm nói chuyện bậy đi. Các bạn trong thời gian các bạn có tải bài thì các bạn có thắc mắc gì thì các bạn cứ hỏi. Alo, mọi người có thấy slide chưa ạ? Bài trình bày đi em. Dạ vâng ạ. Em xin đại diện nhóm 8, hôm nay một em sẽ trình bày bài phần người thai sau hút nạo thay trứng ạ. Thì sau hút nạo thay trứng thì chúng ta phải cần là theo dõi tốc độ. Hả? Đóng slide to lên. Đóng slide to rồi mà. Mọi người chưa thấy slide to hả mọi người? Chưa thấy rồi. Hả? Slide chưa thấy ý rồi. Dạng slide thường nó chưa có chiếm lên. Được chưa? Ờ, được rồi nha. Thì sau hút nạo thay trứng thì chúng ta cần theo dõi cái nồng độ HCG để tránh việc nhầm lẫn giữa HCG tăng lên liên quan đến bệnh nguyên bào nuôi thai kỳ, tức là thai trứng đang diễn ra và do một cái thai mới, thì chúng ta nên bắt đầu tránh thai càng sớm càng tốt. Cái việc thụ thai có thể xảy ra trước khi kinh nguyệt được hình thành trở lại, sử dụng các phương pháp tránh thai cho đến khi nồng độ HCG trở lại như bình thường. Thì một
những cái phương pháp tránh thai như là thứ nhất là phương pháp rào cản. Phương pháp rào cản thì đặc trưng nhất là dùng bao cao su làm một phương pháp mà tránh thai được ưa chuộng. Và tỷ lệ thất bại khi mà sử dụng bao cao su là khoảng 18%. Phương pháp thứ hai là phương pháp dụng cụ đặt tử cung. Thì không, chúng ta không có sử dụng phương pháp tránh thai bằng dụng cụ tử cung cho bệnh nhân vừa hút não thai trứng vì nguy cơ gây chảy máu và thủng tử cung. Phương pháp thứ ba là tránh thai nội tiết. Thì ưu điểm thì dễ dàng sử dụng và nhanh chóng có thai trở lại sau khi ngưng thuốc từ thuốc tránh thai dạng tiêm. Tỷ lệ ngừa thai thất bại của các dạng như là que cấy progesterone thì có tỷ lệ thất bại là 0.05% trong vòng 1 năm. Thuốc tránh thai đường uống là khoảng 9% và thuốc tránh thai dạng tiêm là khoảng 6%. Nếu mà đã bắt đầu sử dụng biện pháp tránh thai bằng đường uống trước khi mà chẩn đoán thai trứng thì người phụ nữ vẫn có thể tiếp tục được khuyên sử dụng biện pháp tránh thai bằng đường uống. Các nghiên cứu đánh giá thuốc tránh thai nội tiết thì các nghiên cứu đánh giá tránh thai nội tiết chính là ở Đại học Y khoa và Phụ khoa Hoàng gia Anh khuyến cáo tránh dùng thuốc tránh thai nội tiết cho đến khi nồng độ HCG trở lại bình thường vì lo ngại rằng được sử dụng thuốc tránh thai nội tiết thì kết hợp sau khi mang thai trứng có thể làm tăng nguy cơ ung thư niêm mạc nuôi. Tuy nhiên, một đánh giá có thể của hệ thống một đánh giá thì không có tìm thấy bằng chứng dùng thuốc tránh thai nội tiết kết hợp làm tăng nguy cơ ung thư niêm mạc nuôi trong thai kỳ sau khi hút nạc thai trứng. Thì trên cơ sở đó thì WHO và CDC cũng đồng tình về quan điểm này. Báo cáo nghiên cứu hồi cứu của Braga không có tìm thấy mối liên quan giữa việc bắt đầu sử dụng thuốc tránh thai nội tiết khi nồng độ HCG vẫn tăng lên sau khi hút nạc thai trứng với thời gian để HCG thoái lui, sự phát triển của u niêm mạc nuôi trong thai kỳ hoặc là thang điểm nguy cơ FIGO. Tóm lại là chúng ta có hai cái biện pháp tránh thai được khi sử dụng sau khi hút nạc thai trứng. Đây là biện pháp rào cản, cụ thể là dùng bao cao su và thuốc tránh thai nội tiết đường uống. Đây là nguồn tài liệu tham khảo của nhóm mình. Sao slide nó không chạy? Ủa? Là không chạy hả anh? Em hỏi mấy bạn được coi slide nó có chạy không? Tại anh không thấy chạy gì. Dạ không anh ơi. Ồ. Chắc là do mạng bên nhà em có vấn đề rồi. Nghe giọng em rõ lắm mà, thánh thót lắm mà. Ôi sao, bình thường em vẫn trên bình thường mà ta. Rồi hết chưa? Còn đâu? Dạ hết rồi. Rồi các bạn có thắc mắc gì với bạn không? Bây giờ ha, ngừa thai phải hiểu. Ngừa thai bất kỳ gì á nó cũng phải là chỉ số Pearl. À, còn thất bại là thất bại cái gì? Thất bại bao nhiêu lâu? Nó còn phải tùy mình phải hiểu bản chất của cái việc ngừa thai là như vậy. Thứ hai nữa thì ở một cái trường hợp thai trứng, mình phải biết lý do tại sao không lựa chọn phương pháp này, không lựa chọn phương pháp khác. Bởi vì thứ nhất, một bệnh nhân vừa hút nạc thai trứng xong, bệnh nhân cần một biện pháp ngừa thai trên một cái đối tượng tử cung co hồi đang ở hậu sản, giống như hậu sản hậu phẫu vậy đó. Tử cung đang co hồi, không làm ảnh hưởng đến những cái triệu chứng trong quá trình mình theo dõi hậu thai trứng. Đó là hai điểm mấu chốt góp phần cho mình lựa chọn một biện pháp ngừa thai phù hợp với bệnh nhân. Bây giờ mình thấy ha, trong những cái group, nếu như giả sử mình xài COC hay là mình xài POPS hay là mình xài condom, tức là nó sẽ không ảnh hưởng gì đến cái triệu chứng ra huyết, bởi vì mình biết sau thai trứng là nó có khả năng nó còn ra huyết. Và đặc biệt là nếu như bệnh nhân có những biến chứng thành bị tân sinh vào nuôi ở âm đạo hay tử cung, nó có khả năng ra huyết, thì cái việc mà mình sử dụng các người thai nào mà nó có side effect, nó có tác dụng phụ là tử cung bất thường,
thì mình hạn chế sử dụng. Chẳng hạn như là gì? IUD, vì gì? Vì nguy cơ nhiễm trùng nè, vì nguy cơ thủng tử cung nè, vì nguy cơ tuyết huyết tử cung bất thường nè. Yeah. Cho nên cho đến hiện tại thì hai biện pháp ngừa thai thông thường được khuyến cáo sau hút nạo thai chính đó là cox và rào chắn hay là barriers. Thì cái rào chắn này tất nhiên là nó không ảnh hưởng gì hết, không ảnh hưởng gì đến khả năng mang thai cả, không còn ảnh hưởng gì đến cái nội tiết tố để mà ảnh hưởng đến kinh nguyệt hay là xuất huyết tử cung bất thường. Còn cái COC nó sẽ làm cho cái chu kỳ kinh nguyệt rất là đều. Hôm bữa đã học rồi ha, không biết nhóm BBL nào đó đã được học với anh về cơ chế của COC rồi, thì nó sẽ làm cho cái chu kỳ kinh nguyệt rất là đều để mình dễ hơn trong việc quản lý. Rồi, các bạn nào có thắc mắc gì không? Vậy anh Thân ơi, em có thắc mắc ở chỗ cái bài pre-test lúc nãy anh. Là em đọc trong William thì em không thấy cái phân loại thai trứng nguy cơ thấp, nguy cơ cao tại cái thời điểm mà mình chẩn đoán, em chỉ đọc được cái post-mortem thôi, theo dõi hậu thai trứng. Còn tại thời điểm mình chẩn đoán thì làm sao biết nguy cơ thấp, nguy cơ cao? Thì em có đọc trong slide anh Thanh hồi năm 3 thì có thấy, nhưng mà đó là một năm 198 mấy rồi anh, thì không biết có còn ứng dụng hay không. Thì chỗ đó lúc nãy anh nói em cũng chưa có hiểu rõ lắm, anh nói lại được mình. Nhân ạ, tiêu chuẩn cho nó hai chứng nguy cơ thấp, nguy cơ cao. À, năm tám mấy đây là chuẩn Goldstein. Thì nó có bốn cái, ba cái. Thứ nhất là metastase trên 100,000 này. À, tử cung lớn hơn tuổi thai này, nang hoàng tử lớn hơn 6 cm này. À, hoặc là tuổi thai lớn hơn 40. Thì đó là tiêu chuẩn Goldstein người ta sử dụng ngày xưa để người ta nghĩ rằng những cái bệnh nhân đó thì cái khả năng đấy cao là gì, nguy cơ cao là gì? Nguy cơ cao là nguy cơ cao diễn tiến hay bệnh lý tinh nguyên bào nuôi. Nguy cơ thấp là gì, là thấp, nguy cơ thấp dẫn tới bệnh lý nguyên bào nuôi. À, đó là về kinh điển là có cái đó là tiêu chuẩn của Goldstein. Tuy nhiên càng về sau người ta có những nghiên cứu rõ ràng hơn, dân số mẫu số lớn hơn, người ta thấy rằng hình như cái chuyện mà phân ra nguy cơ thấp với nguy cơ cao nó không quan trọng bằng giải phẫu bệnh và hóa mô miễn dịch trong việc chẩn đoán đó là thai chứng toàn phần hay thai chứng bán phần. Bởi vì người ta thấy rằng chính cái việc thai chứng toàn phần hay thai chứng bán phần đó nó mới là yếu tố chính để tiên lượng cái nguy cơ diễn tiến thành bệnh lý tân sinh nguyên bào nuôi sau đó, hơn là một cái tuổi hơn 40 tuổi hay là hơn là một cái là beta lớn hơn 100,000. Được chưa? Bạn hiểu rõ chưa? Chính vì vậy, những cái khuyến cáo gần đây hầu như họ không có đề cập nhiều. Họ vẫn đề cập đến tiêu chuẩn Goldstein về thai chứng nguy cơ cao. Nhưng những cái quản lý hồi nãy mình đọc ha, coi mấy bạn chị người follow up rồi đó, về follow up về nguy cơ diễn tiến bệnh lý sinh vào nuôi, thì người ta hình như người ta đã thấy cái vai trò của nó đấy, của nguy cơ cao ít quan trọng, mà vai trò quan trọng đó là thai chính toàn phần hay bán phần. Đó là thứ nhất. Thứ hai, tại thời điểm nếu ta đứng ở thời điểm 2019 ta đang đứng ở thời điểm 2019 đi, là chưa có khuyến cáo nãy giờ mấy bạn kêu đó, đúng không? Nhưng mà thì chúng ta vẫn có thể chẩn đoán trước, trong trước khi hút nạo chúng ta vẫn phải chẩn đoán để chúng ta có cái nhìn ở cái người này nè, thai chứng này là thai chứng gì, toàn phần hay bán phần ở trên lâm sàng. Chính cái việc chẩn đoán thai chứng toàn phần hay bán phần nó là một cái quá trình từ lâm sàng đến cận lâm sàng đến giải phẫu bệnh, chứ không phải chỉ có giải phẫu bệnh. Tất nhiên giải phẫu bệnh vẫn là tiêu chuẩn vàng. Lâm sàng là gì? Thứ nhất, thai chứng toàn phần là một cái thai chứng mà chúng ta biết rằng nó không có phần thai, nó chỉ có phần mô nhau bị thoái hóa nước thôi,
còn cái phần thai chứng bán phần thì nó có thể có mô thai. Thì trên chẳng hạn như là anh thấy ha, trên siêu âm thì sao, thai chứng toàn phần là chỉ có thấy hình ảnh tổ ong, hình ảnh bão tuyết thôi, không thấy mô thai. Còn trên này thai chứng bán phần có thể có một cái mô thai sống kế bên, kết nhập với một cái bánh nhau bị thoái hóa nước. Yeah, thường thai chứng toàn phần thì beta estrogen nó sẽ cao hơn thai chứng bán phần. Được chưa? Thai chứng toàn phần nó sẽ gây ra nhiều cái triệu chứng hơn là thai chứng bán phần, bởi vì cái nồng độ beta nó cơ bản thường nó sẽ cao hơn. Được chưa? Và beta estrogen càng cao thì thời gian follow up càng lâu, đúng không? Các bạn thấy ít nhất là phải đợi đến 3 lần âm tính, đúng chưa? Thì càng cao thì cái mình biết rằng thời gian bán hủy là từ 36 từ khoảng 48 72 giờ. Thì chính cái thời gian bán hủy cao như vậy, trên beta càng cao thì thời gian theo dõi càng dài. Tụ chung lại, từ những cái khuyến cáo gần đây nhất thì gần như người ta thấy cái vai trò của nguy cơ cao, nguy cơ thấp ít quan trọng, mà toàn phần với bán phần lại là cực kỳ quan trọng. Không biết nãy có nhóm nào có trình về những cái kit, bộ kit mà xét nghiệm hóa môn miễn dịch của P57 hay là giải trình tự gen không? Nãy có bạn nào nói không? Có nhóm nào, hình như nhớ có nhóm nào soạn có nói, nhưng mà không biết đâu, bữa nay trình có nói không? Hình như slide đầu tiên đúng không? Đó, thì mình thấy rằng cái P57 là nó đại loại là một cái đoạn của protein của đặc trưng cho người nữ, ha, của nguồn gen từ mẹ. Thì nếu như mà P57 nó dương thì mình nghĩ nó là gì? Thai chứng bán phần. À, tại vì nó có của mẹ, mình hiểu từ cơ chế rồi đúng không? Tuy nhiên nó vẫn cũng có thể là mô gì nữa, mô thai sảy được không? Mô thai bình thường sảy được không? Nó cũng có của mẹ vậy, đúng không? Thì P57 mà âm tính thì mình nó xếp là nhóm thai chứng toàn phần rồi đó. Còn P57 mà dương tính thì nó có hai trường hợp: một là thai chứng bán phần, hai là mô thai bình thường mà sảy thai. Mà mình biết rằng mô thai bình thường mà sảy thai thì giờ đâu có cần phải theo dõi beta estrogen chi, đúng không? Người ta xong rồi người ta cho, người ta có thai liền được rồi, đâu cần phải follow up gì chi cho tốn tiền mệt người ta nữa. Còn mô thai chứng bán phần thì mới cần phải follow up và mới có nguy cơ diễn tiến thành mình đi tất sinh nghiên bào nuôi nhiều hơn, đúng không? Vậy thì người ta sao, người ta bắt đầu người ta mới mình tới cái concept thứ hai là ở cái thai chứng bán phần thì là diploid, còn thai sảy bình thường thì nó sẽ là diploid. Diploid nó là tam bội, còn diploid nó là lưỡng bội. Thì sau đó người ta mới có thêm cái xét nghiệm nữa là ở đây làm xét nghiệm giống như xét nghiệm chọc ối hay là sinh khí đen nhau đó, lấy cái mô đó đi làm coi là bộ nhiễm sắc thể của nó là gì, là 2N hay là 3N. Nếu như 3N thì là thai chứng bán phần, 2N thì là mô thai sảy. Đó, để có mình có những cái quản lý khác nhau. Dạ, có thời gian thì các bạn đọc thêm cái đó. Thì chắc là anh sẽ cho cái đó đó. Dạ, đó, kết quả ra giải phẫu bệnh là cái này. Vậy thì follow up của tụi em là bao lâu? Hiểu chưa? Ví dụ vậy đó, người ta cũng như cái trường hợp cái bà pretest nè. Xong, kết luận ra giải phẫu bệnh là hai chứng toàn phần. Đó. Hay là giải phẫu bệnh, anh khai không ghi là giải phẫu thai chứng toàn phần, anh ghi là giải phẫu bệnh là thai chứng với P57 dương tính, làm giải trình tự ra là deploy. Vậy theo dõi full up là như thế nào? A, theo dõi HCG định kỳ cho đến khi âm tính. B, HCG từ 6 tháng. C, không cần theo dõi HCG mà có thể cho bệnh nhân có thai ngay sau đó. D là tất cả đều sai, ví dụ vậy mình sẽ chọn được câu trả lời của mình. Hay còn cái bài pretest là khi các bạn đi lâm sàng là nó là tình huống lâm sàng ha. Các bạn thấy rằng rồi anh giải luôn nè, giờ anh giải cái pretest luôn nè, khỏi làm post test. Thứ nhất, bệnh nhân này là trên 40 tuổi. Beta sẽ trên 1 triệu. Về cao tử cung cao lớn hơn tuổi thai theo Goldstein
bạn này chắc chắn là thay chứng nguy cơ cao. Thêm nữa là hình ảnh siêu âm là hình ảnh tổ ong, đúng không? Hình ảnh bảo tiết đặc trưng cho chẩn đoán là bệnh lý thay chứng. Vì vậy, cái việc chẩn đoán đầu tiên nó phải là thay chứng, là toàn phần và nguy cơ cao. Yeah. Cái thứ hai, vậy thì từ thay chứng toàn phần và nguy cơ cao, vậy thì làm gì cho người ta? Thứ nhất, chắc chắn là phải có thuốc nào rồi. Thứ nhất, thuốc nào để làm gì? Để vừa là để điều trị, vừa là có bằng chứng giải phẫu bệnh cho mình trong việc quản lý, chẩn đoán và quản lý sau đó. Dạ, yeah. Rồi, nhưng mà mình biết rằng một cái người thay chứng toàn phần, bả này đủ con rồi, bả lại nguy cơ cao, bả lại beta hCG tới 1 triệu. Thì, thì mình chọn giữa cái gì? Thái dự phòng được không? Hay là cắt tử cung? Hay là không làm gì hết? Thế lúc đó cái câu hỏi đặt ra, các bạn sẽ bắt đầu các bạn phân vân. À, anh làm đề thi lúc nào vậy? Phải có câu đúng hơn và câu đúng nhất. Đặt trên trường hợp người này đã đủ con rồi, tử cung không sử dụng làm gì hết, đã lớn tuổi, thay chứng toàn phần, thời gian follow up nhiều, nguy cơ diễn tiến này bệnh nguyên bào nuôi là cao. À, lựa chọn option. Có thể cái option mà gọi là optimal là thao sử dụng nào xong có kết quả giải phẫu bệnh đa thay chứng toàn phần sẽ hướng cắt tử cung để hạn chế cái nguy cơ diễn tiến bệnh bệnh sĩ tân sinh nguyên bào nuôi. Bởi vì những cái nghiên cứu đã cho thấy rằng những cái người thay chứng toàn phần mà lớn trên 40 tuổi á, nguy cơ nếu mình cắt tử cung đi với những người cắt tử cung và những người không cắt tử cung, thì những người cắt tử cung tức là mình cắt tử cung nôm na là mình hiểu rồi, là lấy hết tế bào còn sót lại thì mình hút nào, mình đâu có thể nào mình đảm bảo 100% mình hút hết được cái tế bào tiềm năng dẫn đến ung thư, đúng không? Mà mình cắt tử cung nhái là mình cố gắng mình lấy ra toàn bộ, cố gắng mình lấy ra toàn bộ rồi, thì kết quả nghiên cứu nó chỉ ra rằng cắt tử cung nó giảm có ý nghĩa thống kê như tới 4 đến 5 lần gì đó so với cái chuyện theo dõi sau mà không hút nào. Còn cái tiếp cái group vậy thì hóa dự phòng được không? À, mấy bạn nó hút nào xong hóa dự phòng được không? Nó cũng có thể là optional nếu như người đó muốn giữ tử cung, nhưng ở cái trường hợp này giữ tử cung nó có cần thiết hay không? Nó phải deal with, nó phải đánh đổi với cái khả năng vẫn diễn tiến này mình lấy nguyên bào nuôi, tác dụng phụ của điều trị thuốc, chi phí điều trị, chi phí theo dõi sau đó. Được chưa? Hãy, đó là lý do tại sao khi làm một cái tình huống này sàng lắm, chúng ta phải nhìn cái bức tranh nó rộng hơn, chứ không phải A cộng A là bằng B, không có. À, đề thi là phải câu này đúng, có câu cũng đúng, câu này cũng đúng, nhưng mà câu này mới là câu đúng nhất này. Rồi, giải thích đây giờ hiểu không? Hay là giải thích dài quá không hiểu gì luôn? Dạ hiểu anh ạ. Bạn nào hỏi? Nãy bạn nào hỏi á? Dạ lúc nãy em hỏi, ý em hiểu theo ý anh là bây giờ theo bây giờ thì người ta không có chú trọng nguy cơ thấp, nguy cơ cao ở tại thời điểm chẩn đoán nữa, nhưng mà sao cái bài project của mình thì vẫn chẩn đoán theo cái tiêu chuẩn Goldstein anh? Đúng rồi. Anh muốn nhắc cho các bạn là pretest là những cái test mà trước khi mình vô bài học, trước khi mình vô bài học, đáp án nó sẽ là đáp án thay chứng toàn phần nguy cơ cao. Nhưng khi mà mình có kiến thức rồi, được chưa? Thì mình biết tại sao nó là câu đó, bối cảnh lịch sử tại sao nó là câu đó, ở thời điểm này tại sao phải là câu khác, hiểu chưa? Nhưng trước khi mình lâm sàng mình chẩn đoán á, trước khi mình tất nhiên hút nào ra thì nói làm gì nữa, trước khi đó mình phải nghĩ đến, mình là bác sĩ mà mình phải nghĩ đến chứ, bây giờ em đợi em hút ra xong em mới chẩn đoán thì đâu phải.
mình phải chẩn đoán trước khi đó rằng là tôi nghĩ, đó là giống như chẩn đoán sơ bộ đó. À, chẩn đoán sơ bộ chúng ta phải nghĩ đến cái đó trước. Rồi mai mốt em đi lâm sàng cũng vậy. Em sẽ thấy trên lâm sàng là sẽ chẩn đoán vậy là bởi vì nhiều người ta update rồi, nhiều người ta chưa update kịp. À, thì mình cũng hiểu bối cảnh tại sao nó là như vậy. Đó, mình học là mình học cái đó đó. Mình học. Chứ không phải mình học là mình đọc. Giống như bạn đi học nó có nhiều mức độ đúng không? Mức độ đầu tiên là what? Tức là biết cái đó là cái gì. À, biết bệnh lý tài chính là cái gì. À, rồi chúng ta mới, mình mới hỏi là tới thế là why? Là tại sao nó làm như vậy? Tại sao nó lại như vậy? Rồi có thể là đến how. À, how trước là mới gọi how là như thế nào, làm như biết tài chính là cái bệnh lý đó là what là biết rồi đó. Từ tới how như thế nào, chẩn đoán cái tài chính đó là như thế nào. Rồi đến thế là why, tại sao chúng ta chẩn đoán được cái bệnh tài chính đó, tại sao cơ chế, tại sao nó gây ra cái đó, tại sao nó phải làm cái này, tại sao phải làm cái kia. Rồi cái cuối cùng nó là gì, là why not, tức là tại sao không làm cái này, tại sao không làm cái kia, đúng không? Rồi cái câu hỏi cuối cùng mà mình trả lời, mình nghĩ là what extent, tức là cái gì thêm nữa, có cái gì thêm không? Tức là vậy thì vừa mình nắm hết được why, mình nắm why not luôn rồi, vậy thì mình có thể làm cái gì khác hơn cho người ta không? Mình có thể cải thiện gì hơn không? Mình có thể làm cái gì thêm cho cái người đó, cho cái bệnh lý đó hay không? Ở cái người này nè, mình hiểu như thế này rồi, mình hiểu tại sao không làm cái này, mình hiểu tại sao mình làm cái này rồi, vậy thì cái gì là optional cho cái chị đó? Trên mỗi ca là khác nhau. Hiểu chưa? Đáp án không quan trọng, hiểu mới là quan trọng. Đi thi thì đề nó sẽ khác. Vậy anh, vậy cho em hỏi tiếp là khi mà đi thi thì tụi em nên làm theo cái mới là ghi là thay chứng toàn phần thôi, không cần chứng đấu nghi cơ cao, hay là vẫn làm như cũ hả anh? Cho đến khi làm đề thi ha. Làm đề thi nếu như chắc chắn là sẽ không gặp lại câu này rồi ha. Chắc chắn là sẽ không gặp lại câu này rồi. Nhưng nếu như em đi lâm sàng, thi lâm sàng thì em vẫn nên cho nó nguy cơ thấp, nguy cơ cao để cho, để đó là cái nơi để em show kiến thức cho giảng viên. Ừ, tại sao cái này em bắt đầu hồi nhỏ, xong rồi tại sao cái này nguy cơ thấp, nguy cơ cao? Dạ, tại vì A, B, B, C, C. Nhưng mà bởi vì hiện tại ngày nay khuyến cáo của A, B, B, C, C cho nên rằng cái đó nó không còn quan trọng nhiều nữa, mà quan trọng nhiều là cái này, cái này, cái này. Bởi vì như là như vậy. Đó, được chưa? Đó là sân khấu để thể hiện. Đó, xong. Còn đi khi thi lý thuyết. À, khi thi lý thuyết là kiến thức phải update, cập nhật. Và từ textbook, à, textbook chuẩn bị ra nó cũng sẽ cập nhật như vậy. Nhưng textbook là người ta cũng sẽ đề cập đến những cái gì ở trước đó. Thấy không? Giống như mình chẩn đoán, có thể chẩn đoán mình sẽ vẫn chẩn đoán là nguy cơ thấp, nguy cơ cao. Nhưng cái quản lý bắt buộc phải theo bán phần hay toàn phần. Mình chẩn đoán, mình có thể chẩn đoán nguy cơ thấp, nguy cơ cao, tùy mình. Tại vì em mà tôi thấy tôi thích gold standard thì tôi chẩn đoán thôi. Nhưng cái việc quản lý nó phải là nguy cơ thấp, nguy cơ cao. À, là không còn nguy cơ thấp, nguy cơ cao nữa. Mà quản lý nó phải là bán phần hay toàn phần. Bởi vì mình hiểu bản chất của vấn đề. Tức là trước khi chẩn đoán, trước khi lúc nào là mình chẩn đoán để đưa ra mình cái nhìn cẩn trọng hơn, cái nhìn kỹ hơn. Mình biết rằng nguy cơ cao là nguy cơ cao gì. Nguy cơ cao diễn tiến đến bệnh lý vào nuôi, nguy cơ cao về biến chứng. Chứ không phải chỉ đơn thuần là nguy cơ cao về bệnh lý vào nuôi không. Đúng không? Một cái tử cung to 20 tuần, beta trên 1 triệu. Nó hút nào nó sẽ phải khác. Cái tỷ lệ biến chứng nó sẽ khác một cái thai chứng 8 tuần, beta C có 50.000. Bạn phải hiểu không? Nguy cơ băng huyết nó có khác nhau không? Khác nhau. Nguy cơ biến chứng nó khác nhau không? Khác nhau. Hút một cái tử cung mềm nhẽo 20 tuần nó có dễ thủng tử cung hơn một cái tử cung 8 tuần hay không? Được chưa? Cái đó là cái cách mà mình hiểu đó. Được chưa? Nên tóm lại đi thi, nếu như chẩn đoán trước khi hút nào vẫn có nguy cơ thấp, nguy cơ cao. Nhưng việc quản lý là phải là thay chứng bán phần hay chứng toàn phần. Rồi, ai thắc mắc nữa? Yeah.
Rồi, dạ, em, đi em cảm ơn anh. Em muốn hỏi là ở trong cái tình huống nào vậy anh, thì mình sẽ hút cái hai trứng này trước, sau đó là mình xét nghiệm giải phẫu bệnh học của miễn dịch xong để cho nó xác định được cái hai trứng toàn phần nguy cơ cao, rồi mình mới quay ra mình cắt tử cung, hay là mình sẽ làm lần hồi là tại vì đằng nào cái thai thì nằm ở trong tử cung rồi, thì mình đã quyết định cắt tử cung thì mình mổ luôn cắt tử cung và lấy thai ra luôn chứ không cần phải lúc nào như vậy trước. Rồi, có ai giải thích cho bạn không? Câu hỏi cũng hay đó. Bây giờ bạn nói là bây giờ thôi giờ đằng nào anh cũng hút nào để anh cắt tử cung, bây giờ anh cắt mẹ tử cung luôn đi, khỏi hút cho mất công, làm hai việc mất thời gian. Đó, có bạn nào giải thích được không? Em nghĩ là do cái bước hút não ra mình sẽ làm giải phẫu bệnh nữa, mình sẽ có thể có khả năng nó là bán phần thì nguy cơ nó sẽ thấp, hoặc là nếu não ra chỉ là cái mô thai bị sảy thì mình sẽ không còn phải cắt được. Alo, dạ thưa anh, em không nghĩ như bạn, tại vì nếu mà làm giải phẫu bệnh thì mình có thể là mình làm sau khi mình cắt ra, nhưng mà theo em nghĩ thì là do chắc là do cái tử cung cái lúc mà chưa hút não thì nó sẽ lớn và nó sẽ dễ chảy máu hơn, với lại là cái phẫu thuật nó phức tạp hơn, nên là mình hút não để mình giảm cái nguy cơ phẫu thuật thôi. Rồi Vi, hiểu chưa Vi? Thứ nhất ha, hai điểm quan trọng. Thứ nhất, chưa có tiêu chuẩn vàng, chưa thể lôi người ta ra cắt tử cung được, lỡ cắt ra giải phẫu bệnh ra thay thường, em giải thích bệnh nhân sao? Xui, chị xui. Thứ nhất, hay là nó ra thay chứng bán phần thôi, ví dụ vậy. Hay là nó ra thay bình thường, cái mình nói bệnh nhân sao chị xui. Chứ tôi cũng không muốn vậy. Là thứ nhất. Ha. Thứ hai, cắt tử cung một cái ca, tử cung 20 tuần. Mạch máu tăng sinh đầy hết trơn để nuôi cái thai trứng. Ha. Rồi tử cung thì mềm nhão, thì thường mà lại còn nguy cơ vương vãi tế bào ung thư vào trong ổ bụng, và mổ thì có thể sẽ mất máu nhiều hơn, mổ khó hơn, và phải có thể phải là mổ hở chứ không thể mổ nội soi. Còn sau đó mình delay thêm một tuần đi, ví dụ mình hút thai trứng mình có thể là sẽ bị ổ bệnh, tử cung nó co hồi về từ 20 tuần, nó co hồi phút xong nó co hồi về 8 tuần, tế bào lòng tử cung tương đối là sạch, nguy cơ vương vãi tế bào ung thư vào ổ bụng là thấp, tất nhiên không để nó là tuyệt đối không có mà là thấp, tắc mạch máu tăng sinh ít đi hẳn bởi vì cái thai trứng nó được rút ra rồi, tử cung thì nhỏ hơn, nguy cơ nhiễm trùng sẽ thấp hơn, một cái cuộc mổ hở sẽ chuyển thành một cuộc mổ phẫu thuật mổ nội soi nhẹ nhàng hơn. Em sẽ chọn cái nào? Dạ em hiểu ý của anh rồi. Rồi bạn hiểu chưa? Hiểu rồi, giờ em làm gì? Thấy gọi em làm gì? Dạ thì em nếu cũng sẽ chọn. Đó là bệnh nhân của em sẽ làm gì cho người ta? Nếu mà phân tích như vậy thì em sẽ chọn hút cái thai trứng trước, sau đó xét nghiệm mà để phòng bệnh không miễn dịch cho chắc chắn, và đợi cái tử cung co hồi, hẹn bệnh nhân một tuần sau quay lại rồi mình thông báo kết quả cho bệnh nhân rồi mình mới cắt tử cung. Rồi, cảm ơn em đã hiểu rồi đó. Rồi, ai thắc mắc gì nữa? Anh ơi, cho em hỏi là tại sao không có cái người thai bằng cách dịch sản á, bằng cách tách vòi trứng á? Vậy là em mổ người ta ra, vì em muốn dịch sản em mổ người ta ra, em cách tách hai cái vòi trứng, trong khi em còn một cơ số hà hồ những cái biện pháp ngừa thai có thể sử dụng.
tùy em chọn thôi. Nếu bệnh nhân muốn thì mình vẫn có thể làm được. Nếu như bệnh nhân nói bây giờ em nhất quyết tôi muốn mổ để chia sẻ, nhưng mà khi mình đặt lên một cái bàn cân sản phụ khoa đó, nó ngộ lắm. Sản phụ khoa nó là đặt lên bàn cân à, lợi ích là như thế nào, nguy cơ là như thế nào, sự lựa chọn của bệnh nhân là như thế nào, đúng không? Mình học người thai rồi à, nó sẽ là gì? Tính an toàn, tính gì? Phù hợp, được chưa? Tính an toàn, tính phù hợp, như tính kinh tế hay là ba cái mình quên, như vậy là lại là quan trọng nhất, phải là tính an toàn, thứ hai là tính phù hợp. Mình để an toàn thì nói chung ba cái nào cũng an toàn, biết nhá, thường người thai mình cái nào cũng an toàn rồi đó. Nhưng mà mình phải đi, mình phải đối mặt với cái giờ mình có nên mổ người ta một lần để chỉ đơn giản là thắt cái vòi trứng hay không, trong khi mình còn rất nhiều, và mình chỉ người thai này là người thai cho đến khi thai trứng về âm tính thôi mà, chứ có sau đó người ta có cần người thai nữa hay không, không biết. Nếu người ta cần người thai nữa thì còn những biện pháp khác nữa hay không à, sau khi hết thời gian đã xác nhận là thời gian theo dõi thai trứng kết thúc rồi thì người ta đã trở thành một người bình thường, đúng không? Thì lại còn nhiều cái biện pháp ngừa thai khác nữa, chứ không phải chỉ có hai cái biện pháp ngừa thai mà mình nãy mình nói là cox hay là condom, tức là ngừa thai trong thời gian theo dõi thai trứng. À, còn sau khi người ta theo dõi kết thúc theo dõi thai trứng là người ta coi như là trở thành một người bình thường rồi, mình tư vấn người thai như một cái người phụ nữ bình thường, được chưa? Cho nên anh không nói là không được triệt sản, nhưng anh nói nó có đáng để em phải triệt sản để ngừa thai chỉ vì một cái thời gian là sáu bao nhiêu tuần đó, 6 tháng đó mà phải ra một chuột mổ, hiệu quả của người thai cũng cao, hay là em sử dụng biện pháp ngừa thai, ngừa thai tạm thời cũng hiệu quả cao, kết hợp với HCG vẫn đang còn thì khả năng người thai người ta rất, khả năng có thai là rất là ít à, khả năng có thai là rất là thấp. Đó là do em tư vấn người ta, em lựa chọn rồi người ta sẽ lựa chọn. Đó là tinh thần của người thai đó nha, tinh thần của kế hoạch hóa gia đình đó. Chứ không phải là tôi chọn cho chị, tôi nói phải làm cái này là chị phải làm cái này, không có cái chuyện đó. Rồi, hiểu chưa? Bạn nào mới hỏi đó. Dạ hiểu rồi ạ. Rồi còn ai thắc mắc nữa? Nơi còn có trường hợp nào mà có thai trứng ba phần và cái thai bình thường cùng trong tử cung? Rồi, bây giờ trường hợp là coexistent giữa một cái trường hợp thai bình thường và một trường hợp thai trứng. Trong thai, vậy đi, đúng không? Tất nhiên là có. Chắc chắn là có rồi. Vậy em nghĩ đó cũng là một lý do để mình không có cắt khi mà mình nghi ngờ là nó toàn phần luôn. Mình vẫn nên nạo trước. Đúng rồi, nhưng mà có thể siêu âm sẽ là giúp em một phần nghi ngờ, một phần phát hiện. Tại vì nó là song thai, một thai bình thường, một thai trứng mà. Thì có thể một bên là thai trứng, thì mình sẽ lầm giữa hai cái hiện tượng là một là thai, một là một thai thường, một thai trứng. À, một đó là thai trứng bán phần, hai là thai trứng bán phần xong. Rồi, thắc mắc gì nữa? Lè, nghỉ ngơi đi, còn 10 giờ còn học với chị Nhung. Rồi sao? Bạn nào nữa? Hai bạn nào mình đi sản đâu? Thắc mắc gì không? Lan Vi hả? Lan Vi với ai? Em bữa có bạn nào nói đi sản nên quên. Bữa bạn nào nói đi sản Lan Vi với bạn nào? Dạ bạn Đình Hương. Đình Hương à, đúng rồi, lớp trưởng.
còn bạn Kim Ngân đâu, anh yêu 8 chấm đâu, học không hay lo đi dạy dạ. Mạnh rồi dạ có học anh à, có học anh và tôi hy vọng ba bạn này đi vô thi chung bạc của tôi à, thi thi lâm sàng đó ổng hình như nay à, còn thi lâm sàng mà thi hôm nay gì thi chung bạc với tôi bác sĩ Kim Ngân đó là bạn Kim Ngân thì tôi cho thi bằng ngoại ngữ còn hai bạn kia thì nếu chọn thì muốn thì thi bằng ngoại ngữ luôn dạ yeah, để được điểm cộng thi bằng tiếng Anh là được 10 điểm đó nha bạn có khả năng được 10 điểm đó còn thi bằng tiếng Việt thì chắc tối đa chỉ 9 điểm thôi rồi mai mốt đi thi Anh nha đi thi Anh đi thi bạn qua nha mà thường là anh sẽ ngồi chung với anh Dũng. Anh Dũng là học thạc sĩ ở bên Anh à, cho nên các bạn cứ đến lúc mà thi lâm sàng đó bạn nào mà muốn thi tiếng Anh để được điểm cộng đó, thì tiếng Anh thì nếu mà thi mà tiếng Anh mà nói từ đầu đến cuối luôn á thì chắc chắn là trên 7 điểm rồi đó rồi à, có khả năng được 10 điểm à, còn thi tiếng Việt thì chắc tối đa là chỉ 9 điểm thôi mà đây toàn IELTS 8 chấm không à bạn Kim Ngân là 8 chấm nè giờ lên 9 chấm chưa rồi nếu không thắc mắc nữa thì chúng ta nghỉ ha hy vọng được gặp các bạn trong kỳ thi trong đi lâm sàng với lại kỳ thi lâm sàng nếu như được đi lại thì anh còn bài nữa chiều mai học chị mai học mấy giờ anh 1:30 dạ rồi vậy thôi các bạn nghỉ.